Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 152. Diệp Quân phái tất cả các cường giả đại đế trong vũ trụ Quan Huyên ra và giao cho bọn họ nhiệm vụ chinh phục nền văn minh bên ngoài vũ trụ, bởi vì vẫn còn nhiều nơi trong vũ trụ quan sát được này vẫn chưa được khai phá, nên nhiệm vụ hiện tại của vũ trụ Quan Huyên là chinh phục tất cả các nền văn minh trong toàn bộ vũ trụ quan sát được. Hắn muốn thực sự thống nhất toàn bộ vũ trụ có thể nhìn thấy được. Hiện tại hệ thống của vũ trụ Quan Huyên đã hoàn thiện, hắn cũng đã bồi dưỡng được một lượng lớn nhân tài kiệt xuất, vì vậy, hắn không lo lắng chuyện không quản lý được sau khi chỉnh phục nền văn minh vũ trụ mới, còn về việc những nền văn minh mới đó có chịu gia nhập hay không. Hắn rất tự tin, bởi vì vũ trụ Quan Huyên hiện là nền văn minh phát triển nhất trong toàn bộ vũ trụ có thể quan sát được. Không nền văn minh nào có thể từ chối vũ trụ Quan Huyên. Cũng giống như vùng đất cũ lúc trước. Vô số thế lực của các nền văn minh đang cố gắng gia nhập vào đó. Hắn đã ước tính, nếu thu nạp toàn bộ nền văn minh vũ trụ có thể quan sát được vào dưới sự lãnh đạo của mình, và phát triển chúng trở thành một sức mạnh tín ngưỡng thuần túy, thực lực của hắn ít nhất có thể sẽ tăng lên không chỉ là gấp 10 lần. Với thực lực hiện tại của hắn, việc giết chết một cường giả cảnh giới văn minh chủ giống như giết một con gà, nếu tăng lên gấp 10 lần thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Sau khi đã dặn dò xong tất cả mọi việc, Diệp Quân đi đến trước vùng vạn kiếp tinh vân kia. Lần này, hắn chỉ mang theo một tháp và một kiếm. Hắn không ở lại đây để tiếp tục phát triển, vì hắn biết cấp trên sẽ không cho. Hắn nhiều thời gian như vậy. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía vạn kiếp tinh vân, lúc này vạn kiếp tinh vân đang yên tĩnh, kiếp còn chưa xuất hiện, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được những khí tức khủng bố phát ra từ trong đó. Đại đạo 3000 kiếp. Kiếp ở đây là kiếp mạnh nhất trong vũ trụ có thể quan sát được này. Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười, ngay sau đó hắn liền hóa thành một tia kiếm quang bay lên trời. Chỉ trong chốc lát, tia kiếm quang kia đã tiến vào sâu trong vạn kiếp tinh vân, trong nháy mắt, vô số kiếp dâng trào, từng luồng uy lực đáng sợ của kiếp ùn ùn kéo đến và tràn về phía Diệp Quân. Bùm! Sau khi một tiếng động lớn long trời lở đất vang lên, tia kiếm quang kia biến mất. Diệp Quân bị một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp một cách mạnh mẽ, thẳng tắp ngã xuống, không biết rơi bao lâu mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, lập tức có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nở nụ cười. Trong vũ trụ Quan Huyên, hắn đã là một vị thần, cảm giác bất khả chiến bại đó khiến hắn vô cùng cô đơn. Hắn ghét cảm giác bất khả chiến bại, Diệp Quân cười nói, làm lại, nói xong. Hắn lại hóa thành một tia kiếm quang phóng lên trời lần nữa. Một kiếm này còn nhanh hơn và uy lực cũng mạnh hơn trước, nhưng không có gì ngoài ý muốn, hắn lại bị trấn áp trở lại vị trí ban đầu lần nữa. Lợi hại! Diệp Quân nhìn người nọ, cười nói, tiền bối chính là vị cựu thần kia sao? Cựu thần có chút kinh ngạc, người biết ta sao? Diệp Quân nói, từng nghe người ta nhắc đến tiền bối. Ha hai! Cựu thần cười nói. Không nghĩ tới dưới kia còn có người nhớ tới ta. Diệp Quân nói, tiền bối còn chưa xông lên đó sao? Cựu thần lắc đầu, không cớ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, xem ra người ở phía trên không hề có ý định để cho người ở phía dưới như chúng ta đi lên. Sau khi lao tới mấy lần liên tiếp, hắn đã cảm thấy thứ này có gì đó không bình thường. Loại sức mạnh này đã không còn thuộc về vũ trụ này nữa. Phải nói rằng sức mạnh của bất kỳ kiếp nào cũng không phải là thứ mà con người trong vũ trụ này có thể chịu đựng được, nếu hắn không có sức mạnh tín ngưỡng thuần túy, đừng. Nói tới việc xông vào, cho dù đến gần một chút thôi cũng phải chết. Cựu thần cười nói, nền văn minh cao hơn ngăn cản nền văn minh thấp hơn là chuyện bình thường. Diệp Quân nhìn cựu thần nói, ta nghe nói bi tâm tử đã xông qua được. Cựu thần gật đầu, đúng vậy, người phụ nữ kia thật lợi hại. Diệp Quân cười nói, nếu cô ấy làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Ha hai! Cựu thần cười nói, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Quân nói, bây giờ thì sao? Cựu thần mỉm cười nói, bây giờ ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Quân nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, sau một khắc, hắn hóa thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Trong nháy mắt, tia kiếm quang kia cũng đã tiến vào sâu trong vạn kiếp tinh vân. Trong khắp vạn kiếp tinh vân, lôi kiếp nổi lên, sau đó cuối cùng hóa thành một tia sét, đánh mạnh về phía tia kiếm quang kia. Bùm! Kiếm quang biến mất. Diệp Quân lại lần nữa bị trấn áp chế quay về vị trí ban đầu. Lần này,
trên cơ thể hắn đã xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Quân lại vô cùng hưng phấn, đúng là một sức mạnh đáng sợ. Cựu thần cười nói, kiếm đạo của ngươi có chút thú vị. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cựu thần nói, ngươi tu luyện đạo trật tự sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Cựu thần ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, bên trong có 3.000 kiếp đại đạo, mỗi loại kiếp tương ứng với một loại đại đạo, mà bên trong còn có một loại kiếp gọi là kiếp trật tự, và kiếp đó đặc biệt nhằm vào đạo trật tự của ngươi, nó ẩn giấu ở nơi sâu nhất, khi ngươi tiếp xúc với nó, ngươi sẽ biết nó đáng sợ đến mức nào. Tất nhiên, nếu ngươi có thể đánh bại nó và thôn tính nó, vậy thì sức mạnh của ngươi sẽ được tăng lên rất nhiều. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, tiền bối, xưng hô với huynh như thế nào? Cựu thần cười nói, ta tên là cựu thần. Diệp Quân kinh ngạc nói, đây là tên của huynh sao? Cựu thần cười nói, đúng vậy, từ khi sinh ra ta đã có tên riêng của mình, ta cũng rất kỳ quái đúng không? Cha ta nói ta có thể là một nhân vật lớn tuyệt thế nào đó đầu thai chuyển thế, ha ha. Diệp Quân nghiêm túc nói, thật là hung hãn. Ha ha. Cựu thần cười phá lên, tiểu tử, có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Có chuyện gì thì cứ hỏi, giữa đàn ông với nhau thì phải thẳng thắn thành thật. Diệp Quân nói, tiền bối, hẳn là chủ nhân bút đại đạo đã đi tìm huynh trước đớ. Cựu thần gật đầu, có đến tìm, nói xử lý ngươi. Diệp Quân nhìn cựu thần, tiền bối từ chối ông ta. Cựu thần nói, chứ còn gì nữa. Diệp Quân nhìn y, không nói gì. Cựu thần lắc đầu, thật nhàm chán, chúng ta là tu sĩ, tu luyện thì cứ tu luyện, làm những việc vớ vẩn đó làm gì. Diệp Quân cười nói, đã tiếp thu. Cựu thần nói, tiểu tử, kẻ thù của ngươi hơi nhiều đó. Vừa nói, y vừa ngẩng đầu liếc nhìn vạn kiếp tinh vân ở phía trên, cách đây không lâu. Có một tên ở phía trên hiện thân ở đây với thần thông vô thượng, hắn yêu cầu ta giết ngươi. Chủ nhân bút đại đạo muốn giết ngươi, phía trên cũng có người muốn giết ngươi, ngươi thật đáng thương, ha ha. Diệp Quân có chút tò mò nói, phía trên ra điều kiện gì cho huynh? Cựu thần nói, để ta đi lên. Diệp Quân nói, tiền bối chưa từng bị cám dỗ sao? Cựu thần liếc hắn một cái, cười nói, nếu ta có bản lĩnh đi lên thì ta sẽ đi lên. Bởi vì đó là điều ta xứng đáng có được, nếu ta không có bản lĩnh đi lên thì ta không lên, giống như chơi một trò chơi, nếu vì khó khăn mà gian lận, thì dù có vượt ải cũng đâu có ý nghĩa gì. Diệp Quân im lặng, cựu thần ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, cười nói, nơi này có 3.000 kiếp đại đạo, trải qua bao nhiêu năm qua, ngay từ đầu ta còn không thể chịu nổi một kiếp, hiện tại, ta đã có thể chịu được 1.900 kiếp, ngươi biết không? Mỗi một lần vượt qua thêm một kiếp. Đó là một điều cực kỳ thú vị và hạnh phúc đối với ta. Nhiều khi, quá trình này còn thú vị hơn nhiều so với kết quả, ha hét. Dứt lời, y tiến lên phía trước một bước, hóa thành một tia sáng trắng phóng lên cao, lao thẳng vào sâu trong vạn kiếp tinh vân kia. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cựu thần đang lao về phía vạn kiếp tinh vân, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, quá trình. Đúng rồi, kết thúc mà không có quá trình, cho dù là tốt, nhưng có ý nghĩa gì đâu. Bùm! Lúc này, tia sáng trắng trong vạn kiếp tinh vân vỡ tan, cựu thần lại trở về vị trí ban đầu. Cựu thần vung tay lên, kiếp lôi tỏa ra xung quanh y lập tức tan vỡ, y ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, cười nói, tới lượt ngươi. Dùng hết tất cả sức mạnh để thử xem ngươi có thể phá bao nhiêu kiếp. Diệp Quân cười nói, được. Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một tia kiếm quang phóng lên trời. Lúc này hắn trực tiếp sử dụng sức mạnh của 3 loại huyết mạch và sức mạnh tín ngưỡng. Với một kiếm này, vạn kiếp tinh vân lập tức cảm nhận được sự uy hiếp, trong nháy mắt, 3.000 đại đạo kiếp trực tiếp dâng trào lên, 3.000 tia lôi kiếp tụ tập thành một cột sét, hung hã ấn đánh vào Diệp Quân. Bùm! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong vạn kiếp tinh vân, sóng xung kích của những tia kiếm quang và lôi kiếp không ngừng bùng nổ. Khiến toàn bộ vạn kiếp tinh vân dung chuyển đến mức sôi sục. Một lúc sau, kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân ngã xuống. Sau khi dừng lại, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng Diệp Quân, không những thế khắp người hẳn còn có tia chớp lập lòe, không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Cựu thần có chút hưng phấn nói, ta vừa mới đếm thử, người đã đột phá 1.520 kiếp. Tiểu huynh đệ, người thật lợi hại, lúc này mà người đã có thể phá 1.520 kiếp. So với ta hồi đó thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa,
ta cảm thấy ngươi vẫn chưa thực sự cố gắng hết sức. Thật lợi hại. Diệp Quân cười khổ nói, kiếp này thật là khủng bố. Hắn vừa nói vừa định giải trừ những lôi kiếp trên người, lại bị cựu thần ngăn cản, chờ một chút. Diệp Quân nhìn cựu thần cười nói, những lôi kiếp là thứ tốt, chúng nó có thể không ngừng rèn luyện thân thể của ngươi, khiến thân thể của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Đang nói, y bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược phát ra sấm sét rơi xuống trước mặt Diệp Quân, đây là đan lôi kiếp do ta luyện chế, dùng kết hợp với thứ này, hiệu quả sẽ tốt gấp đôi. Diệp Quân mỉm cười, nhận lấy đan dược nuốt vào, trong phút chốc, một luồng sức mạnh của sấm sét lan ra từ trong cơ thể hắn. Cựu thần cười nói, ngươi không sợ đan dược này có vấn đề sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, ngươi như tiền bối sao có thể làm ra những loại chuyện như vậy? Cựu thần cười nói, trong cơ thể ngươi có một thanh kiếm bảo vệ linh hồn cho ngươi, cho nên ngươi mới dám nuốt đan dược mà ta đưa cho ngươi đúng không? Mặt Diệp Quân đỏ bừng. Điều không thể nghi ngờ là thực lực của cựu thần cực kỳ khủng bố, y vừa xông lên, Diệp Quân đột nhiên cảm nhận được một áp lực cực kỳ đáng sợ. Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Quân, cựu thần giống như một ngôi sao băng hung hăng đâm thẳng vào chỗ sâu nhất của vạn kiếp tinh vân. Bùm! Chỗ sâu trong vạn kiếp tinh vân trực tiếp bật lên, rất nhiều kiếp lôi trực tiếp bị y chạm vào rồi vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc Diệp Quân lộ vẻ xúc động. Bây giờ thực lực của hắn so với vị huynh đài cựu thần này vẫn có sự chênh lệch. Rất nhanh, cựu thần trực tiếp bị trấn áp trở về chỗ cũ. Sau khi chạm đất, trên người cựu thần có lôi quang bao phủ, ánh sáng bạc lấp lánh, rực rỡ chói mắt, y vẫn chưa quét sạch những kiếp lôi xung quanh thân mình, mà là cứ để những kiếp lôi đó tùy ý dựa gần vào trên người y, sau đó cơ thể y bắt đầu thôn tính, hấp thu. Một lát sau, y đã hấp thu toàn bộ kiếp lôi ở trên người lại. Cựu thần cười nói, những kiếp lôi này chính là vật cực kỳ bổ. Diệp Quân nói, cựu thần huynh, nếu như hai chúng ta cùng lên vũ trụ chủ thì cũng chỉ là loài run rế thôi không? Đương nhiên không phải. Cựu thần nhìn Diệp Quân cười nói, người đang nghĩ cái gì vậy? Nền văn minh của vũ trụ chủ cao hơn chỗ này của chúng ta rất nhiều, nhưng cũng không đến mức hai người chúng ta đều là loài run rế ở đó. Tiểu huynh đệ, không nên tự coi thường bản thân. Chỉ là bọn họ được sinh ra trong môi trường tốt hơn chúng ta mà thôi, hai người như chúng ta mà được sinh ra ở phía trên thì đều có thể quét sạch hết tất cả mọi thứ, ta có sự tự tin này, ha ha. Diệp Quân mỉm cười nói, không được sinh ra ở phía trên, cũng có thể quét sạch. Cựu thần đánh giá Diệp Quân một cái, sau đó cười to nói, tốt tốt, đây mới có chút giống với bộ dạng người luyện kiếm, ha ha. Diệp Quân cũng nở nụ cười, chê cười rồi. Nhưng vào lúc này, một loạt âm thanh đột nhiên từ trên vạn kiếp tinh vân chậm rãi truyền đến. Diệp Quân nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn sang kia, chỉ thấy trên mảnh vạn kiếp tinh vân kia, một khuôn mặt hư ảo chậm rãi bay tới, nó lại trực tiếp không nhìn mảnh vạn kiếp tinh vân kia, cứ bay thẳng tắp tới trên đỉnh đầu bọn họ. Là khuôn mặt của một người đàn ông, biểu cảm hiển nhiên là người tới không phải kẻ lương thiện. Diệp Quân nhìn đối phương, hắn cũng không quen biết đối phương. Nhưng hắn lại có thể đoán được đại khái tại sao đối phương lại đến đây. Gương mặt hư ảo kia dùng thần thái như một vị thần linh đang nhìn xuống một loài run rế thấp kém để nhìn Diệp Quân, người chính là tên Diệp Quân kia. Diệp Quân cười nói, đúng. Gương mặt hư ảo kia nhìn chằm chằm hắn, ta thật sự rất chờ mong ngươi đến vũ trụ chủ, thật sự rất mong đợi. Diệp Quân nở nụ cười, ngươi chính là người có hôn ước với cô nương toại cổ kim kia. Khuôn mặt hư ảo kia nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, thật ra, chuyện này thật đúng là không thể trách ta được, ta cũng là người bị hại. Câm miệng, gương mặt hư ảo kia đột nhiên giống giận lên, y nhìn chằm chằm vào Diệp Quân không rời, sát ý trong đôi mắt giống như bản chất tên tạp chủng đê tiện nhà ngươi. Ngươi thật đáng chết, đáng chết. Nói xong đến lời cuối cùng, giọng nói của y trở nên vô cùng dữ tợn. Hơn nữa còn như để lộ ra một loại sức mạnh quỷ dị, nhưng mà, khi cỗ sức mạnh này tới nơi này, đã trở nên cực kỳ yếu, nhưng vẫn có thể khiến cho mảnh vạn kiếp tinh vân kia bị rung động mạnh. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta và toại cô nương là yêu nhau thật lòng, khi cô ta rời đi, sợ cô đơn, cho nên đã bảo ta cho cô ta một đứa bé, người muốn trách thì cứ trách ta, tuyệt đối đừng trách toại cô nương, tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của ta. Tiểu Tháp. Gương mặt hư ảo kia đột nhiên trở nên dữ tợn, nhưng rất nhanh, thần sắc của y lại dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh,
y nhìn xuống Diệp Quân, hy vọng ngươi đến vũ trụ chủ sớm một chút, thật sự rất hy vọng. Nói xong, y trở nên càng ngày càng hư ảo. Sau khi gương mặt hư ảo kia biến mất, cựu thần cười nói, đệ đang cố ý chọc giận hắn ta. Diệp Quân nói, không, ta đang nói cho chân tướng cho hắn biết. Cựu thần có hơi nghỉ hoặc, nhưng rất nhanh y đã hiểu ra. Diệp Quân nói như vậy, thật ra chính là đang nhắc nhở người đàn ông thần bí kia chuyện này không bình thường. Nhân vật tuyệt thế như Toại Cổ Kim, làm sao có thể dễ dàng yêu một người đàn ông như vậy? Hơn nữa, còn cam tâm tình nguyện sinh con cho một người đàn ông. Chuyện này liệu có bình thường không? Chắc chắn là không bình thường. Cựu thần nói, có lẽ hắn ta đã hiểu ý của đệ, nhưng mà hắn vẫn muốn giết đệ. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, bởi vì điều này không chỉ liên quan đến thể diện và tôn nghiêm của một người đàn ông, mà còn liên quan đến thể diện và tôn nghiêm của cả một thế lực, ẩn trong hành động của Toại cô nương kia đều có dương mưu, người đàn ông kia biết rõ chuyện này không đơn giản, nhưng hắn ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có giết ta, hắn ta và thế lực phía sau hắn ra mới không bị người khác nhạo báng. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, không có cách giải quyết nào khác sao? Diệp Quân lắc đầu, từ xưa đến nay, dương mưu khó giải. Cựu thần nở nụ cười. Diệp Quân nghi hoặc, lão ca cười cái gì? Cựu thần cười nói, để sợ bọn họ sao? Cựu thần cười nói, để nhìn như là đang chọc giận người đàn ông kia, thật ra là đang nói chân tướng sự việc cho hắn ta biết, người đàn ông kia không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải giết ngươi, nhưng mà hắn ta và thế lực phía sau hắn ta có thể uất nghẹn không? Chắc chắn là có. Bọn họ giết ngươi là vì giữ thể diện và tôn nghiêm, nhưng điều thật sự khiến bọn họ tức giận lại là cô nương mà đệ đã nói kia, nếu như người đàn ông kia và thế lực đứng sau hắn ta thông minh thì bọn họ chắc chắn sẽ đi tuyên truyền khắp nơi rằng đệ và cô nương kia thật lòng yêu nhau. Nói đến đây, y cười cười, kể từ đó, ở vũ trụ chủ, mọi người sẽ nhằm vào cô nương kia. Đơn giản mà nói, mục đích của đệ là muốn cho vị cô nương kia đối đầu với thế lực đằng sau người đàn ông ban nãy, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Cựu thần đột nhiên hứng thú, để nói xem, vị cô nương kia sẽ đối phó như thế nào đây. Diệp Quân bình tĩnh nói, rất đơn giản, cô ta chỉ cần nói, đã chuyển thế sống lại, bị mất trí nhớ, sau đó bị ta lợi dụng khi gặp nạn là được, khi đó, toàn bộ mũi nhọn của vũ trụ chủ đều sẽ chỉ hướng về phía ta thôi, người đàn ông ban nấy kia và thế lực ở đằng sau hắn ta đến giết ta, cũng sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn. Cựu thần cười nói, đệ đang thăm dò vị cô nương kia có chút tình cảm nào đối với ngươi không, đúng chứ? Diệp Quân cười cười, chuyện đương nhiên là không đơn giản như vậy, trong này có vài tầng ý đồ. Tiền bối, huynh tại sao lại cảm thấy có hứng thú với những chuyện vặt vãnh như này? Cựu thần cười ha ha nói, đây không phải là ở đây quá nhàm chán hay sao? Diệp Quân cười nói, cũng đúng, nếu là ta một người ở đây lâu như vậy cũng sẽ thấy chán. Nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân ở trên đỉnh đầu, sau đó trong lòng nói, tháp ra, người có thể thu mảnh vạn kiếp tinh vân này vào trong tiểu tháp. Tiểu tháp nói, chắc là không có vấn đề gì. Địch, Diệp Quân đột nhiên bị dọa sợ, ngươi nói thật. Tiểu tháp nói, ngươi khinh thường ai vậy? Diệp Quân, tiểu tháp thản nhiên nói, ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của ta cả. Diệp Quân mặt đầy hắc tuyến. Tên tháp gia này đang bắt đầu ra vẻ ta đây. Đương nhiên, hắn vẫn cảm thấy hưng phấn nhiều hơn, vốn dĩ hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không có ôm bất kỳ sự ảo tưởng nào, nhưng thật không ngờ, tháp gia lại thật sự có thể thu được. Xem ra lần này ông già đã rất dụng tâm cải tạo cho tháp gia rồi đây. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cựu thần ở bên cạnh, sau khi trầm ngâm hồi lâu, nói tiền bối, tu luyện ở nơi này, cũng không biết phải tu luyện đến ngày tháng năm nào. Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Cựu thần có chút nghi hoặc, đổi chỗ khác. Diệp Quân gật đầu, ừ. Cựu thần tò mò hỏi, nơi nào? Cả mảnh vạn kiếp tinh vân bị kích động từng đợt. Tiểu tháp đột nhiên kinh hãi nói, tên này có hơi mạnh, mau gọi tiểu hồn giúp ta. Nghe thấy vậy, Diệp Quân vội vàng mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay ra ngoài, kiếm trực tiếp tiến vào trong tiểu tháp. Sau khi yên lặng một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của cựu thần, mảnh vạn kiếp tinh vân kia lại bị tiểu tháp thu vào trong tháp. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Quân cười nói, chúng ta vào tháp tu luyện đi. Bây giờ hẳn đã hiểu được,
có thể cởi bỏ được vướng mắc thì phải cởi bỏ tuyệt đối không nên có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, nếu không, đợi đến khi bị ngược. Đãi, thật sự là hối hận đã không kịp nữa. Bây giờ hắn muốn cố gắng hết sức nâng cao thực lực của bản thân mình trong quy tắc hợp lý. Diệp Quân dẫn cựu thần đi vào trong tiểu tháp, mới vừa tiến vào trong tiểu tháp, cựu thần đã sững sờ tại chỗ cái này. Diệp Quân cười nói, tháp này là thứ ta có được một cách ngẫu nhiên, chúng ta tu luyện ở trong này sẽ tiến bộ nhanh hơn. Cựu thần thán phục nói, tháp này quả nhiên là không hề tâm thường. Nếu có thể tu luyện ở chỗ này, địch, chúng ta sẽ vô địch. Diệp Quân cười ha ha, tiền bối, vậy chúng ta cứ tu luyện cẩn thận ở trong này trước, đợi sau khi đột phá được thực lực thì hãy đi lên vũ trụ chủ. Cựu thần có hơi do dự, ta đây vô công bất thụ lộc, có hơi xấu hổ. Cựu thần vừa muốn nói gì đó thì cựu thần lại nói, vậy như thế này đi, ta nợ đệ ba ân tình, sau này chỉ cần đệ muốn, ta chắc chắn sẽ không từ chối, nếu như không đồng ý, vậy ta cũng chỉ đành rời khỏi đây. Diệp Quân biết y không phải đang nói đùa, vì thế cười nói, được. Cựu thần cười nói, Diệp lão đệ, vậy thì đa tạ. Diệp Quân cười ha ha, khách sáo rồi. Kế tiếp, hai người họ tu luyện ở trong tiểu tháp. Vũ trụ chủ. Trong đại điện, Toại Cổ Kim ngồi ở chính giữa đại điện, trên mặt bàn ở trước mặt cô ta, đặt cả ngàn cuốn sổ xếp màu vàng trên đó, cô ta đang phải phê duyệt. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ta, đây chính là người tên Linh kia. Linh cung kính nói, Toại chủ, dòng họ Đạo Thương có tin tức được truyền ra, nói người và vị Diệp công tử kia là yêu nhau thật lòng. Toại Cổ Kim không hề ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát sau. Nói, để cho người đi loan tin ra ngoài, cứ nói ta đã chuyển thế, ký ức đã biến mất, bị cái tên Diệp Quân kia lợi dụng lúc gặp khó khăn. Đôi lông mi của Linh rũ xuống, không nói gì, đây đúng là không màng đến tình cảm mà. Đúng lúc Linh muốn rời đi, Toại Cổ Kim đột nhiên nói, đi lan truyền chuyện cái tên Diệp Quân muốn nhất thống toàn vũ trụ và thành lập lại trật tự ra bên ngoài, đặc biệt là đạo trật tự của hắn ta, công bố chi tiết ra bên ngoài. Mặc dù vũ trụ chủ rất rộng. Nhưng trong này chỉ có ba thế lực siêu lớn, lần lượt là dòng họ Đạo Thương, Thánh Vương Điện và Phản Thiên Quốc ở khu vực trung tâm của vũ trụ chủ. Thật ra, ba thế lực siêu lớn này vốn là cùng một dòng họ. Năm đó vũ trụ chủ có một người lập dị, chính là vị sáng tạo ra, Kinh Phá Bích, đó là người đầu tiên từ xưa tới nay trong cả vũ trụ cổ đại. Thật sự là người đầu tiên phá vỡ kết giới giữa hư cấu và thực tế, trở thành người ngoại giới chân chính. Cũng chính là cảnh giới ngoại giới trong truyền thuyết. Người lập dị đó là người đầu tiên đạt đến cảnh giới này, nên nói, cảnh giới này là do ông ta sáng tạo ra. Sau đó, sau khi ông ta đột nhiên biến mất, con cháu của ông ta bắt đầu tranh giành Kinh Phá Bích, nên tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng, Kinh Phá Bích bị chia. Làm sáu, ba phần trong đó lần lượt bị tổ tiên của ba thế lực siêu lớn nắm giữ, ba phần còn lại không thì không có tung tích. Trong ba thế lực siêu lớn, Phản Thiên Quốc mạnh nhất, Thánh Vương Điện và dòng họ Đạo Thương thứ hai, đương nhiên, cũng không thua kém quá nhiều. Thế nên, cho tới nay thì ba thế lực luôn chung sống hòa thuận. Nhưng tình hình đột nhiên thay đổi. Năm đó, chủ mạch dòng trên của dòng họ Đạo Thương và điện chủ tiền nhiệm của Thánh Vương Điện đột nhiên tuyên bố hai bên kết thông gia, còn người kết thông gia, chính là thiếu chủ đạo tàng thiên của dòng họ Đạo Thương và nữ. Thánh Vương của Thánh Vương Điện lúc đó Thánh Cổ Kim. Hai bên thế lực kết thông ra, mục đích không nói cũng biết, tất nhiên là để đối phó với Phản Thiên Quốc cực kỳ hưng thịnh rồi. Về sau, Thánh Cổ Kim đột nhiên không rõ tung tích, lúc xuất hiện lần nữa, lại đã có thai. Điều đáng nói là, cũng không biết vì sao, sau khi Thánh Cổ Kim trở về Thánh Vương Điện, điện chủ Thánh Vương Điện tiền nhiệm đột nhiên chết đột ngột, thế nên, cô ta hợp lẽ trở thành điện chủ của Thánh Vương Điện đến nay. Dòng họ Đạo Thương. Bây giờ từ trên xuống dưới của dòng họ Đạo Thương đều kìm nén sự giận dữ, lửa giận ngập trời. Thánh Cổ Kim bị điện chủ tiền nhiệm của Thánh Vương Điện chỉ hôn cho dòng họ Đạo Thương, còn bây giờ, Thánh Cổ Kim lại có thai. Đây chính là đang đánh vào mặt dòng họ Đạo Thương đấy. Nhưng điều bất ngờ là, cấp cao của dòng họ Đạo Thương lại đè chuyện này xuống. Một chỗ sâu sau núi, cánh đồng, một ông già đang cúi người trồng lúa. Ông già mặc một bộ quần áo vải thô, tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn, trong đó còn dính chút bùn. Không ai ngờ, vị trước mắt chính là chủ mạch của dòng họ Đạo Thương bây giờ, không ai biết tên của ông ta,
người ngoài đều gọi ông ta là lão đạo, đương nhiên, chỉ có ít người mới dám gọi ông ta như vậy. Ngoài đồng ruộng mười mấy trượng, có một người đàn ông mặc cẩm bào đứng trong đó, người đàn ông đứng trong đó, thân thể thẳng tắp, trong mắt lộ vẻ bướng bỉnh. Người này chính là thiếu chủ đạo Tàng Thiên của dòng họ Đạo Thương. Cũng không biết qua bao lâu, lão đạo cuối cùng cũng cấy lúa xong, ông ta ngồi xổm trong mương nước của ruộng để rửa tay trước, sau đó đi về phía nhà gỗ ở nơi xa. Đạo Tàng Thiên đi qua, y lấy ra một cái khăn tay sạch đưa cho lão, ông nội. Lão đạo nhận khăn tay lau sơ, sau đó nói, đi xuống rồi à. Đạo Tàng Thiên gật đầu. Lão đạo đi sang một bên ngồi xuống ghế, ông ta lấy một quả trái cây trên bàn bên cạnh, sau khi dùng ống tay áo lau qua, cắn một miếng, tiếp đó nói, người đó thế nào? Mặt đạo Tàng Thiên vô cảm, trong người có ba loại huyết mạch đặc biệt, không giống người thường. Lão đạo nhìn người đàn ông, gật đầu, vẫn muốn hắn chết ư. Đạo Tàng Thiên nói, phải chết. Lão đạo không nói gì. Đạo Tàng Thiên nói, ý của ông nội, cháu có thể hiểu, thánh cổ kim kia tuyệt đối không thể xe duyên qua loa với một tên đàn ông như vậy được. Chuyện này có điều kỳ lạ, nhưng, hắn phải chết. Lão đạo bình tĩnh nói, chết thì tất nhiên phải chết, chẳng qua, trước khi cháu muốn hẳn chết, cháu phải làm rõ xem vì sao người phụ nữ đó phải làm vậy. Đạo Tàng Thiên im lặng. Hai mắt lão đạo từ từ nhắm lại, tiếp tục cắn trái cây, ghế khẽ đung đưa. Đạo Tàng Thiên nói, đây là một bàn cờ. Lão đạo không nói gì. Đạo Tàng Thiên trầm giọng nói, cháu đã dùng thẻ che tính rồi, nhưng tất cả đều bình thường. Lão đạo nhẹ giọng nói, tất cả bình thường mới là không bình thường. Đạo Tàng Thiên cau mày. Lão đạo nói, trước khi cháu muốn giết người đàn ông đó, cháu phải làm rõ, vì sao người phụ nữ đó muốn làm thế, và vì sao cô ta cười đến cuối cùng. Hai mắt đạo Tàng Thiên từ từ nhắm lại, ông nội. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu trí gì cũng đều là mây trôi thôi. Lão đạo liếc xéo y một phát, nhưng cháu có thực lực tuyệt đối à? Đạo Tàng Thiên lắc đầu, không có. Sau khi đạo Tàng Thiên cân nhắc một lát, nói, ông nội, cháu chỉ có thể nhìn được đến đó. Lão đạo gật đầu, miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn. Nói rồi, ông ta cắn trái cây một phát, sau đó nói, người phụ nữ đó tuyệt đối không chỉ dương đông kích tây đơn giản như vậy. Với trí tuệ của cô ta, chắc chắn sẽ hiểu, nếu dòng họ Đạo Thương chúng ta và Thánh Vương Điện xảy ra xung đột, vậy chỉ có cách tự chịu diệt vong, nhưng cô ta vẫn làm thế, cái này có nghĩa là, trong bàn cờ nhất định có cờ, trong mưu vẫn còn mưu. Đạo Tàng Thiên nói, ý của ông nội là, lão đạo nói, yên tĩnh theo dõi, lấy tính chế động, gặp chiêu phá chiêu. Hai tay đạo Tàng Thiên từ từ nắm chặt, không giết người đàn ông đó nữa ư. Lão đạo quay đầu nhìn đạo Tàng Thiên. Giết người có nhiều cách, không cần tự mình ra tay, hiểu chưa? Đạo Tàng Thiên nói, nhưng cháu muốn tự tay giết hắn, sau đó mang đầu hắn tới cửa Thánh Vương Điện. Tâm nhìn lớn một tít. Lão đạo bình tĩnh nói, năm đó ta và sư phụ cô ta mưu tính, mong thông qua cuộc thông gia này để hai bên chúng ta hợp tác đối phó với Phạn Thiên Quốc. Nhưng bây giờ, sư phụ cô ta đã chết, điều này có nghĩa là, cô ta đã phá vỡ bàn cờ chúng ta thiết kế lúc đầu. Người có thể phá vỡ bàn cờ của hai người chúng ta, thì sẽ không phải là người bình thường, nếu cháu còn coi cô ta là một người phụ nữ bình thường, vậy cuối cùng, cháu sẽ chết không còn xương đâu. Và lại, chúng ta tính kế cô ta, tất nhiên cô ta có thể tính kế chúng ta, rất bình thường. Đạo Tàng Thiên im lặng. Lão đạo đột nhiên nói, cháu có thể tiêu diệt ta, trở thành chủ mạch mới không? Đạo Tàng Thiên ngơ ngác. Lão đạo lạnh nhạt nhìn y, biết chênh lệch của mình và cô ta chưa? Sắc mặt đạo Tàng Thiên hơi khó coi. Lão đạo nói, đừng gấp, cũng đừng phẫn nộ, vì đây chính là thứ kẻ địch của cháu muốn thấy, nếu cô ta đã bắt đầu bố trí, điều bây giờ chúng ta phải làm là yên tĩnh theo dõi, đương nhiên, nếu cháu nhất định muốn giết người đàn ông kia, ta sẽ không ngăn cháu, nhưng cháu nhất định sẽ hối hận. Hai mắt đạo Tàng Thiên từ từ nhắm lại, ông nội, cháu nghe lời ông. Có điều, người đàn ông đó nhất định phải chết. Lão đạo nói, vậy cháu tự đi chơi bàn cờ này với bọn họ đi, nếu cháu có thể thắng, ông nội cũng có thể yên tâm thoái vị, giao dòng họ Đạo Thương cho cháu. Đạo Tàng Thiên cúi đầu thật sâu, ông nội luôn là chủ mạch của dòng họ Đạo Thương, cháu chưa từng có ý nghĩ không đúng, thứ cháu muốn, chỉ có người đàn ông đó chết. Ông nội bằng lòng tin cháu, vậy cháu sẽ chơi bàn cờ này với bọn họ. Lão đạo gật đầu, đi đi.
Đạo Tàng Thiên lại cúi đầu thật sâu lần nữa, sau đó lùi ra. Trong một gian điện, Đạo Tàng Thiên ngồi trên ghế chính, ngoài y ra, trong điện còn có 19 người, lần lượt ngồi thẳng ở hai bên trái phải, dẫn đầu bên trái là một ông già mặc nho bào, còn người dẫn đầu bên phải là một đạo nhân tay cầm la bàn. 19 người này, chính là đoàn phụ tá của y. Dòng họ Đạo Thương, lớn đến mức nào? Thân là thiếu chủ của dòng họ Đạo Thương, tất nhiên y có một nhóm thành viên nòng cốt của mình, còn những người trước mắt chính là thành viên văn học nòng cốt trong nhóm thành viên nòng cốt của y. Đạo Tàng Thiên nhìn đám người, tình hình là vậy, các vị có thể nói thoải mái. Ông già mặc nho bào dẫn đầu bên trái nói, thật ra chuyện này rất đơn giản, muốn biết thiếu niên kia là nông hay sâu, chỉ cần gửi một tờ lệnh truy nã, sau khi hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ có vô số người đi tìm hắn gây chuyện. Như vậy, chúng ta có thể nhìn nghêu cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi rồi. Đạo nhân kia lại lắc đầu, rõ ràng chuyện này không đơn giản như vậy, người phụ nữ đó làm nhiều việc như vậy, nhất định là đã tính tới cái gì đó, người bình thường tuyệt đối phải bất lực với thiếu niên đó, để người khác đi, chỉ cho hắn kinh nghiệm thôi, sau đó sẽ càng ngày càng mạnh. Ông lão nho bào nhìn đạo nhân, vậy theo ông thấy, nên làm sao? Đạo nhân nói, bây giờ chúng ta đang có hai vấn đề lớn nhất. Thứ nhất, chúng ta không biết ý đồ thật sự của người phụ nữ đó là gì, cái này khiến chúng ta bị động. Thứ hai, chúng ta không biết thực lực và thân phận thực sự của thiếu niên kia. Có người nói, hắn tới từ bên dưới, cho dù thân phận hơi đặc biệt, nhưng có thể đặc biệt tới đâu chứ? Đạo nhân nhìn thiếu niên nói chuyện, ngươi là người do Diệp Quân phái tới à? Người lên tiếng là một thiếu niên ngồi phía cuối, trên người mặc chiếc áo dài màu mây, tự nhiên phóng khoáng. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về thiếu niên đó. Đạo Tàng Thiên tất nhiên không xa lạ gì thiếu niên trước mặt này. Thiếu niên trước mặt này chính là một thiếu niên thiên tài được y chiêu mộ cách đây không lâu, tên là Tùy Vô Hàn. Đạo Tàng Thiên cười nói, Vô Hàn, người tiếp tục nói đi. Thiếu niên tên Tùy Vô Hàn đứng dậy, y khẽ mỉm cười nói, người mà Thánh Cổ Kim lựa chọn tất nhiên không phải là người bình thường. Có thể nhìn ra từ hai điểm. Chư vị hẳn đều biết, con đường dẫn đến thế giới bên dưới biển sinh mệnh có cấm chế nhân quả do một người xa lạ từ bên ngoài thế giới năm đó bày bố. Người bên trên không xuống được, người bên dưới càng khó lên, mà thánh cô nương này không chỉ đi xuống, mà còn có thể đi lên được. Mọi người đã cẩn thận suy nghĩ về điểm đáng sợ này chưa? Ai nấy đều nhíu mày. Tùy Vô Hàn lại tiếp tục nói, uống hồ, cô ta còn không phải lên một mình mà còn dẫn theo vô số sinh linh ở bên dưới cùng bay lên. Nói cách khác, cô ta nhất định đã có thể xem nhẹ đủ loại số phận nhân quả của vạn kiếp tinh vân, mà hiển nhiên cô ta không hề có năng lực đó, cũng chính là nói, điều này rất có khả năng có liên quan đến đứa trẻ đó. Sắc mặt của mọi người tối sầm lại, Đạo Tàng Thiên đứng đầu nheo mắt lại. Tùy Vô Hàn tiếp tục nói, trước mắt, Thánh Cổ Kim đi xuống, là một ván cờ, đi lên cũng là một ván cờ, mà vấn đề lớn nhất bây giờ của chúng ta là không biết người chơi bàn cờ này chỉ có cô ta. Hay là còn người nào khác? Mà cha của đứa con trong bụng cô ta rốt cuộc đóng vai trò gì trong bàn cờ này? Con cờ, hay là người chơi cờ? Đạo nhân đột nhiên nói, cô ta không có năng lực để biến toàn bộ cổ vũ trụ thành bàn cờ. Ông lão mặc nho bào cũng gật đầu, nếu cô ta có khả năng đó, thì cũng không cần phải dở âm mưu quỷ kế gì rồi. Còn có người nói, nếu cô ta dám tính kế Phạn Thiên Quốc, vậy chẳng phải quốc sư của Phạn Thiên Quốc ăn chay rồi hay sao? Có người nói theo, cô ta không có năng lực và cũng không dám. Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn đứng dậy, Tùy Vô Hàn trầm giọng nói, chư vị, cũng chính vì như vậy nên đây mà là điểm đáng sợ nhất. Mọi người lại nhìn y. Sắc mặt Tùy Vô Hàn nghiêm trọng nói, tất cả chúng ta đều cho rằng cô ta sẽ không, và cũng không dám, càng không có khả năng. Nhưng, cô ta lại một mực làm như vậy, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là... trong tay cô ta đang nắm giữ con át chủ bài mà chúng ta không biết. Ai nấy đều nhíu mày lại. Tùy Vô Hàn tiếp tục nói, ta nhận định con át chủ bài này nhất định có liên quan đến người đàn ông và đứa trẻ đó. Ta giả dụ nếu đứa trẻ đó và thế lực đằng sau người đàn ông đó, thực sự vượt qua dự đoán của chúng ta, mà chúng ta lại đi nhắm vào hắn. Kết quả chính là vướng vào đại nhân quả. Ông lão mặc nho bào lập tức lắc đầu, giả dụ này của ngươi quá khoa trương rồi. Nếu thế lực đằng sau thiếu niên đó thực sự đáng sợ như vậy thì cần gì phải lăn lộn ở bên dưới chứ? Đạo nhân lại nói, nhưng nếu những gì Vô Hàn nói là thật,
Vậy thì thế nào? Ông lão mặc nho bào mở miệng, nhưng lại không nói gì. Ông ta không lựa chọn cãi đến cùng. Dẫu sao, người ta cũng đã nói là giả dụ, nếu như. Đạo nhân liếc nhìn Tùy Vô Hàn suy nghĩ chu toàn hơn chúng ta nhiều, nếu là địch, thì tất nhiên chúng ta phải có một tính toán xấu nhất để tránh khinh địch, cuối cùng gây ra đại họa. Tùy Vô Hàn khiêm tốn đáp, cho dù ta không nhắc nhở, các tiền bối và thiếu chủ cũng sẽ nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên vãn bối tham dự hội nghị như thế này nên có phần kích động, vì vậy nói năng có phần hỗn xược, hy vọng chư vị tiền bối và thiếu chủ lượng thứ. Dứt lời, y ngồi về chỗ. Mọi người nhìn Tùy Vô Hàn, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tán thưởng. Đạo Tàng Thiên cười nói, Vô Hàn đừng nghĩ nhiều, chỗ này của ta không có loại người hay đấu kỳ. Hôm nay nếu đã là hội nghị, vậy thì tất nhiên phải biết gì nói. Nấy, ngươi còn ý kiến gì thì cứ việc nói ra. Tùy Vô Hàn suy nghĩ một lát rồi đáp, thiếu chủ, thuộc hạ cả gan hỏi một chút, người nhất định phải giết thiếu niên đó sao? Đạo Tàng Thiên gật đầu, đúng vậy. Tùy Vô Hàn nói, thiếu chủ muốn giết hắn, không đơn thuần là để trút giận, mà là vì thể diện của dòng họ ta và đạo tâm của chính thiếu chủ, đúng không? Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Tùy Vô Hàn, không nói gì. Tùy Vô Hàn hơi cúi đầu, nhưng lại rất đúng mực. Ha ha! Đạo Tàng Thiên đột nhiên bật cười, Vô Hàn, người thực sự khiến ta bất ngờ. Đạo nhân đột nhiên vỗ tay cười nói, nếu Diệp Quân kia đồng ý bị lôi kéo, vậy khi hắn gia nhập vào dòng họ ta, thì chính là con chó của dòng họ ta. Muốn nắm được thóp của hắn thực sự quá đơn giản. Thiếu chủ, người suy nghĩ thử xem, Diệp Quân kia trở thành thuộc hạ của người, vậy ai sẽ là người mất mặt? Tất nhiên là Thánh Vương Điện bọn họ, đến lúc đó, tất cả người ở Thánh Vương Điện đều sẽ cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, sau đó nảy sinh oán khí với điện chủ của bọn họ. Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói, nếu hắn không đồng ý thì sao? Đạo Thiên cười đáp, vậy thì càng tốt, chúng ta tìm bừa một cái cớ, để hắn và người của chúng ta xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó, chúng ta làm lớn chuyện này lên, khiến cho danh tiếng của hắn ở vũ trụ chủ bị hủy hoại, cộng thêm việc hắn tu là đạo trật tự, mà còn là trật tự chúng sinh bình đẳng. Lúc đó, chúng ta chỉ cần hơi thao túng một chút thì hắn sẽ trở thành mục tiêu mà người người đuổi đánh ở vũ trụ chủ. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn không cần phải ra tay, chỉ cần âm thầm thao túng là được. Ông lão mặc nho bào đột nhiên nói, nhưng nếu như vậy thì có phải đã cho hắn thời gian để phát triển rồi không? Theo những gì ta biết thì người này có thiên phú không hề kém. Tùy Vô Hàn ở một bên đột nhiên cười nói, không đâu, cho dù cho thời gian 100 năm, thì hắn có thể phát triển được đến trình độ nào chứ? Ngược lại, nếu bây giờ chúng ta dốc toàn lực truy sát hắn, thì mới thực sự khiến người ta chê. Cười, nói dòng họ ta sợ hắn. Đạo nhân gật đầu, Vô Hàn nói rất đúng, cho hắn thêm chút thời gian thì có hề gì. Cách mà Vô Hàn đề cập đến rất ổn thỏa. Ông lão mặc nho bào do dự một lát rồi gật đầu, cho thêm một chút thời gian, quả thực không có vấn đề gì. Thấy tất cả mọi người đều gật đầu, Đạo Tàng Thiên đột nhiên nói, vậy chuyện này cứ làm theo lời Vô Hàn đi. Vô Hàn, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Tùy Vô Hàn đứng dậy, sau đó cung kính hành lễ, thiếu chủ, muốn làm chuyện này thì cần có một số quyền hành và tài vật. Đạo Tàng Thiên nói, cần gì ngươi cứ đến đạo kho lấy. Tùy Vô Hàn cung kính hành lễ, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý việc này thỏa đáng. Đạo Tàng Thiên nói, tan họp, dứt lời, y đứng dậy rời đi. Mọi người cũng rời đi theo. Phản Thiên Quốc. Trong một gian lầu các, tòa lầu các này thực sự to lớn vô cùng, xung quanh cao gần nghìn trượng, vách tường xung quanh đều là tủ sách, chất đầy cổ tịch. Chính giữa gian lầu các có một người đàn ông trung niên đang ngồi trước một chiếc bàn dài, trong tay ông ta cầm một quyển cổ tịch, đọc đến mức xuất thần. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi vào. Người đàn ông đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, cung kính hành lễ, sư phụ. Người đàn ông trung niên đặt quyển cổ tịch xuống, khẽ cười nói, Huyền Nho, bàn cờ mà vị thánh cô nương kia bày bố, còn có hứng thú chơi với cô ta một chút không? Huyền Nho đáp, sớm đã muốn vậy rồi. Người đàn ông trung niên nói, vậy sư phụ hỏi con, mục đích mà cô ta bày bố bàn cờ này là gì? Huyền Nho đáp, không biết. Người đàn ông trung niên nhất thời bật cười, tên nhóc này. Huyền Nho lại nói, cho dù mục đích của cô ta là gì? Nhưng nhất định có liên quan đến người đàn ông ở bên dưới.
Người đàn ông trung niên đưa quyển cổ tịch ở trong tay cho Huyền Nho, đây là trật tự quan huyên pháp của người đàn ông đó, con xem thử đi. Huyền Nho nhận lấy quyển cổ tịch, gã nhìn lướt qua, thần thức hấp thụ toàn bộ nội dung trong đó, một lát sau, gã nói, người đàn ông đó sắp làm cách mạng rồi. Người đàn ông trung niên khẽ cười nói, vậy theo như con thấy thì nên làm thế nào? Huyền Nho đáp, tất cả mọi thứ mà Thánh Cổ Kim làm chỉ là hy vọng chúng ta nhắm vào người đàn ông đó, hiển nhiên người đàn ông đó không hề đơn giản. Người đàn ông trung niên không nói gì. Huyền Nho có phần nghi ngờ. Người đàn ông trung niên nhìn quan huyên pháp ở trong tay, khế cười nói, quan huyên pháp này có phần thú vị, nếu thiếu niên đó tới vũ trụ chủ này để thiết lập trật tự, vậy mục đích cuối cùng nhất định là thu phục các thế lực của chúng ta ở dưới trướng của hắn, Thánh Cổ Kim để lộ đạo trật tự của hắn ra ngoài. Dứt lời, ông ta nhìn Huyền Nho, con nói xem, mục đích của cô ta là gì? Huyền Nho đáp, rất đơn giản, cô ta muốn chúng ta giết người đàn ông đó, cô ta đang muốn mượn đao giết người. Người đàn ông trung niên cười không đáp. Huyền Nho khế nhăn mày, ý của sư phụ là, cô ta vẫn còn có mục đích khác sao? Người đàn ông trung niên không trả lời câu hỏi này, mà tiếp tục hỏi, nếu để con xử lý chuyện này, thì con sẽ xử lý như thế nào? Huyền Nho đáp, cô ta muốn mượn đao giết người, vậy thì chúng ta sẽ không làm theo ý của cô ta. Không chỉ không, chúng ta còn chiêu mộ người đàn ông này, phải cho người đàn ông đó sự cám dỗ mà hắn không thể từ chối, sau đó khiến hắn làm việc cho chúng ta, từ địch thành bạn. Người đàn ông trung niên nói, người đàn ông đó tu đạo trật tự, lôi kéo hắn về đây, chẳng lẽ con không sợ sau này hắn trưởng thành rồi thiết lập trật tự ở đây, căn ngược lại chúng ta sao? Huyền Nho bình tĩnh đáp, thế giới này luôn là mạnh thắng yếu thua, nếu trật tự của hắn thực sự tốt như vậy, hắn thực sự mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến cho chúng ta đều không thể phản kháng, vậy tuân theo đạo của hắn thì có hề gì? Bên trong tiểu tháp, dù bên ngoài chỉ mới qua 10 ngày nhưng bên trong đã là hơn 100 năm. Hôm nay, một luồng kiếm quang đột nhiên phóng thẳng tới vạn kiếp tinh vân, một nhát kiếm này mạnh như vũ bão, bay thẳng tới nơi sâu nhất của vạn kiếp tinh vân. Đây là lần đầu tiên Diệp Quân tới nơi như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên đỉnh đầu mình đầy dẫy khuôn mặt đẫm máu. 3.000 kiếp đại đạo, mỗi kiếp đều chìm ngập trong máu tươi, uy lực của kiếp số nhân quả ẩn chứa trong đó thật sự là vô cùng vô tận. Hắn không dùng kiếm thanh huyên, thật ra nếu dùng kiếm thanh huyên cũng có thể gánh được một chút kiếp số nhân quả ở đây. Nhưng đối với hắn mà nói thì 3.000 kiếp đại đạo trước mắt này rất phù hợp cho hắn tu luyện. Dùng thiên tai để tu luyện, đột nhiên một trụ sấm đỏ như máu rơi thẳng xuống từ nơi sâu thẳm của vạn kiếp tinh vân, kiếm ý của Diệp Quân lập tức bị nghiền nát, cơ thể nhanh chóng rơi xuống. Sau khi hạ xuống, mảnh đất dưới chân hắn lập tức nứt ra. Giờ phút này, cả người hắn đã bị bao trùm bởi tia chớp, trở thành một người sấm. Hắn cũng không xua tan những lôi kiếp kia mà để mặc cho nó không ngừng luyện hóa cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian này, cơ thể của hắn đã có thể dần dần thích ứng với những lôi kiếp này, dưới sự luyện hóa bất ngờ của nó, hai loại thân xác kiếm ý của hắn đã có những thay đổi vô cùng lớn. Thay vì nói hắn đang luyện hóa thân xác thì không bằng nói hắn đang luyện hóa kiếm ý của bản thân, vì kiếm ý của hắn càng mạnh thì thân xác cũng càng mạnh lên. Ha ha! Ngay tại lúc này, ở nơi sâu thẳm của vạn giới tinh vân, một tiếng cười lớn như sấm vang lên, ngay sau đó, khắp vạn kiếp tinh vân lập tức sôi nổi. Từng trụ sấm trong đó nổ như pháo hoa, vô cùng sáng chói. Rất nhanh, một bóng người hạ thẳng xuống, theo sau là những tia chớp, khi những tia chớp này đánh xuống đất, toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung, xuất hiện những cái vực sâu không thấy đáy. Diệp Quân bay lên không trung, tay phải nhẹ nhàng vung lên, những uy lực còn lại của tia chớp kia đột nhiên tản ra. Lúc này, cựu thần xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, ông ta cười lớn, tu luyện trong này đúng là làm ít được nhiều. Diệp Quân nhìn cựu thần, cười nói, thực lực của lão ca đã tăng lên không ít nhỉ. Không thể không nói, hắn vẫn có chút sợ hãi vì trong khoảng thời gian tu luyện với cựu thần, hắn phát hiện rằng, tốc độ mạnh lên của cựu thần thật sự rất kinh khủng. Hơn nữa, cựu thần cũng có những sự hiểu biết rất độc đáo về con đường tu luyện, hai người cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tu luyện với nhau. Cựu thần cười nói, đệ cũng vậy mà. Diệp Quân cười ha ha. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thật đã mạnh lên rất nhiều, có thể nói rằng, dưới tình huống không cần dùng sức mạnh tín ngưỡng, chiến lực bây giờ của hắn cũng đạt tới cảnh giới văn minh chủ. Nếu như dùng sức mạnh tín ngưỡng,
cảnh giới thủy tổ thiên hành cũng chỉ là một con kiến. Thật ra rất cường điệu. Bây giờ, sức mạnh tín ngưỡng của hắn qua nhiều năm phát triển đã đạt tới thuần bạch sắc, so với trước đây thì càng thuần khiết hơn. Hơn nữa, sức mạnh tín ngưỡng này vẫn đang từ từ thay đổi. Nói cách khác, sức mạnh tín ngưỡng thuần bạch sắc cũng chưa hẳn là cực hạn, nhưng bây giờ sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng được coi là đã phát triển đến bình cảnh, vì linh khí trong tiểu tháp đã không còn đủ nữa. Sức mạnh tín ngưỡng cũng phụ thuộc vào hai điều, thứ nhất, tín ngưỡng của mọi người phải thuần khiết, thực lực của bọn họ càng mạnh, sức mạnh tín ngưỡng cũng ngày càng mạnh, thứ hai, số người tin Diệp Quân cũng phải nhiều càng mạnh. Nhưng hai điều này cũng không thể tách khỏi một thứ, đó chính là linh khí. Qua nhiều năm phát triển nhanh chóng trong tiểu tháp, linh mạch lúc trước hắn mang tới từ chỗ Thương Hồng Y đã sắp hết rồi. Vì vậy, sức mạnh tín ngưỡng bây giờ của hắn thật ra đã đạt tới bình cảnh, khó mà đột phá được nữa, trừ phi có thêm linh mạch tốt hơn. Tiền đang là ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này. Cựu thần đột nhiên nói, tiểu lão đệ, tại sao đệ không cần sức mạnh tín ngưỡng nữa? Ta có thể cảm nhận được, sức mạnh tín ngưỡng của đệ rất mạnh mà. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Vạn Kiếp Tinh Vân, cười nói, muốn tu luyện lâu hơn một chút, không phải huynh cũng vậy sao? Cựu thần cười ha ha, Diệp Quân cũng bật cười. Với hai người mà nói, nơi này thật sự là một nơi tu luyện tuyệt vời. Diệp Quân đột nhiên nói, lão ca, huynh biết sự phân chia cảnh giới ở bên trên không? Cựu thần nói, biết một chút. Diệp Quân nói, bây giờ huynh đang ở cảnh giới Văn Minh Tổ. Cựu thần gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nói, còn trên cảnh giới Văn Minh Tổ thì sao? Cựu thần nói, thật ra cảnh giới Văn Minh Tổ này cũng chia ra mạnh yếu, hơn nữa còn có thể khác nhau một trời một vực. Diệp Quân cau mày, khác nhau một trời một vực. Cựu thần gật đầu, đúng vậy, ví dụ như cảnh giới Văn Minh Tổ của nền Văn Minh Vĩnh Sinh thì hoàn toàn không thể so sánh được với người sáng lập của Văn Minh Tổ. Thật ra đối phương cũng ở cảnh giới Văn Minh Tổ nhưng nền Văn Minh đối phương khai sáng lại mạnh hơn Văn Minh Tổ do nền Văn Minh Vĩnh Sinh khai sáng rất nhiều. Diệp Quân nói, người sáng lập Văn Minh Tổ là chủ chung của vũ trụ sao? Cựu thần cười nói, đúng vậy. Diệp Quân nói, chủ chung của vũ trụ là chủ Văn Minh. Cựu thần nói, cũng là người vô địch như vậy thôi. Diệp Quân có hơi ngạc nhiên. Cựu thần cười nói, lão đệ. Chẳng lẽ đệ cho rằng Văn Minh Tổ là nền Văn Minh bản thổ ở đây đó chứ? Diệp Quân nói, từ trên xuống sao? Cựu thần nói, ta chỉ nói chuyện với ông ta một lúc rồi đi, ông ta có cho ta cũng không cần. Đúng rồi, cái ghế kia trông rất thú vị, ta ngồi thử một chút, ha ha. Diệp Quân hiếu kỳ, các người nói chuyện gì vậy? Cựu thần nói, hắn bảo ta đi nhanh một chút, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy. Diệp Quân nhẹ giọng nói, xem ra, vị tiền bối kia sớm đã dự đoán được tất cả. Cựu thần nói, cũng chính ông ta đã nói với ta đạo của cảnh giới này nên ta mới biết, Văn Minh có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, tại sao vũ trụ chủ lại phân chia điểm mạnh và yếu của những nền Văn Minh này chứ? Cách bọn họ dùng rất đơn giản, chỉ cần một điểm, quy mô của nền Văn Minh vũ trụ này, ví dụ như, bây giờ chúng ta đang ở trong biển sinh mệnh của vũ trụ này. Mà những nền Văn Minh vũ trụ trong biển sinh mệnh đều nằm trong giọt nước sinh mệnh, chúng đều được xếp vào loại vi quan Văn Minh, còn giọt nước chính là những ràng buộc của nền Văn Minh chúng ta, nếu có thể đột phá những ràng buộc của nền Văn Minh thì cũng có thể vượt qua giọt nước này và trở thành nền Văn Minh chủ tế. Diệp Quân nói, nền Văn Minh chủ tế, những thể lực như vũ trụ chủ cũng được coi là nền Văn Minh chủ tế sao? Cựu thần gật đầu, đúng vậy. Nhưng muốn đột phá những ràng buộc của nền Văn Minh cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, vì những kiếp số này đối với sinh linh vũ trụ mà nói thì thật sự là một đòn đả kích. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi. Cựu thần cười nói, điều chúng ta đang nhắc tới là nền Văn Minh thủy tích và nền Văn Minh chủ tế, nhưng đệ đã quên một chuyện là trong khu vực biển sinh mệnh có vô số nền Văn Minh thủy tích kiểu này, trong nền Văn Minh thủy tích cũng chia ra mạnh yếu, mà trong đó lại chia làm 6 cấp. Diệp Quân tò mò, vậy chúng ta thuộc cấp mấy? Cựu thần nói, 6. Diệp Quân trừng mắt, tại sao lại thế? Cựu thần cười lớn, vì chúng ta có 2 người. Diệp Quân cũng bật cười. Cựu thần ngẩng đầu nhìn Vạn Kiếp Tinh Vân, thật ra Vạn Kiếp Tinh Vân không chỉ giam giữ vũ trụ của chúng ta mà còn hạn chế những nền Văn Minh chủ tế ở trên kia, nếu không có hạn chế này, những nền Văn Minh phía dưới như chúng ta có thể đã sớm bị những nền Văn Minh phía trên nô dịch hoặc hiến tế rồi. Diệp Quân gật đầu,
Đi từ Thanh Châu tới giờ, hắn mới hiểu ra một đạo lý, vũ trụ mờ mịt này chính là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, nếu không có hạn chế, những cá lớn trên kia sẽ ăn sạch cá nhỏ phía dưới. Vũ trụ này, thế giới này tới giờ đều vô cùng tàn khốc. Cựu thần đột nhiên nói, để có phát hiện chuyện này không? Diệp Quân nhìn cựu thần, cười nói, đó chính là vì thực lực của huynh bây giờ đã không thể nào dùng cảnh giới bình thường để suy xét nữa rồi. Diệp Quân cười một tiếng, không nói lời nào. Cựu thần nói, thực lực thật sự của đệ bây giờ chắc chắn đã vượt xa văn minh tổ, theo lý mà nói, đệ chắc hẳn có thể đột phá những ràng buộc của nền văn. Minh này, nhưng đệ không làm vậy, đệ đang chờ cái gì sao? Diệp Quân cười nói, với thực lực của lão ca, chắc hẳn cũng có thể đột phá những ràng buộc của nền văn minh, lão ca đang chờ gì vậy? Cựu thần cười lớn, đệ nói trước đi. Diệp Quân nói, nếu ta phá hỏng vạn kiếp tinh vân, lão ca còn tu luyện thế nào được nữa? Thế nên, ta đã chờ lão ca rất lâu rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên phá lên cười, chẳng lẽ lão ca cũng đang đợi ta sao? Cựu thần cười ha ha, cũng không nói gì. Nhìn người đàn ông hào sảng trước mặt, Diệp Quân cũng bật cười, không thể không nói rằng, đối phương rất hợp ý hắn, vừa mới gặp mà cứ như đã quen từ lâu. Cựu thần nói, đệ đến đi. Diệp Quân cười nói, nếu sau này ta thua, xin nhờ lão ca áp trận thay cho ta. Cựu thần cười nói, đệ chắc chắn làm được. Diệp Quân cười lớn, cũng không nói thêm gì nữa, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao, trong nháy mắt, hắn đã xông vào nơi sâu thẳm của vạn kiếp tinh vân, sau khi tới nơi sâu nhất của vạn kiếp tinh vân, hắn cũng không hề xuất kiếm mà lập tức kích hoạt huyết mạch phong ma. Rầm, chỉ trong nháy mắt, khu vực xung quanh hắn lập tức biến thành một biển máu, mà ở nơi sâu nhất của vạn kiếp tinh vân, từng khuôn mặt đẫm máu đột nhiên trở nên hưng phấn, bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Quân như thấy được con mồi ngon vậy. Nhưng ngay tại lúc này, Diệp Quân đột nhiên phóng thích ác niệm của mình. Giờ phút này, những khuôn mặt đẫm máu kia đột nhiên trở nên điên cuồng hơn. Bọn họ sống vì cái ác, thích nhất là chiếm đoạt ác niệm. Mà bây giờ, ác niệm của Diệp Quân cộng thêm huyết mạch phong ma thật sự tràn đầy tà ác. Là một liều thuốc bổ tuyệt vời. Những khuôn mặt đẫm máu như đói như khát. Ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên cười, tới đi. Xem chúng ta ai chiếm đoạt ai. Lời vừa dứt, những khuôn mặt đẫm máu kia đột nhiên nhào về phía Diệp Quân, nhưng Diệp Quân lại không tránh mà để mặc cho những khuôn mặt đẫm máu đó xông vào cơ thể hắn. Trong chốc lát, vạn kiếp chí. Đôi mắt Diệp Quân đột nhiên đỏ như máu. Thấy cảnh này, cựu thần ở dưới lập tức hơi kinh ngạc, y không ngờ Diệp Quân lại đàn áp được 3.000 đại đạo kiếp kia. Nghịch thiên như vậy ư? Y biết sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Quân rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy, ngay cả những kiếp đó mà cũng có thể ngăn chặn được, đây thật sự đã vượt ngoài dự liệu của y. Cựu thần cười, vị huynh đệ này thật thú vị. Giữa tinh vân, sau khi Diệp Quân dùng hàng tỷ sức mạnh trật tự để đè ép những kiếp kia, hắn bắt đầu cưỡng ép thôn tính những kiếp kia. Đúng thế, hắn thôn tính trực tiếp. Huyết mạch phong ma của hắn vốn có công năng thôn tính sự gian ác, cộng thêm hắn còn tu ác đạo, do đó, hắn có năng lực thôn tính án niệm. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào hai cái này, hắn không thể đối kháng với những kiếp này được. Nhưng vấn đề này, hắn còn có sức mạnh tín ngưỡng, hơn nữa, là sức mạnh tín ngưỡng vô cùng thuần khiết. Đứng trước vô số sức mạnh tín ngưỡng và sức mạnh huyết mạch cùng trật tự ác đạo, lúc này những kiếp kia đã không còn năng lực phản kháng, chỉ có thể bị Diệp Quân thôn tín hấp thu từng chút một. Trong tinh vân, khí tức của ác đạo và huyết mạch phong ma trên người Diệp Quân đột nhiên điên cuồng tăng vọt với cách thức rất khoa trương. Cựu thần bên dưới thấy vậy, thật sự kinh ngạc vô cùng, vì bây giờ dù Diệp Quân không dùng sức mạnh tín ngưỡng, thì cũng đã có so với cảnh giới văn minh tổ, nếu dùng sức mạnh tín ngưỡng, vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của nền văn minh vũ trụ này. Nói cách khác, bây giờ Diệp Quân đã phá bỏ những gông cùm xiềng xích của nền văn minh, hơn nữa, còn vượt xa nền văn minh thủy tích cấp 6. Loại năng lực này, cho dù ở trong vũ trụ chủ, cũng là sự tồn tại cực kỳ khủng bố, hơn nữa, đáng sợ nhất là, cảnh giới của Diệp Quân không rõ, người đánh nhau với hắn căn bản không thể ước tính được sức chiến đấu thật sự của hắn, cứ như vậy, khi đối thủ đánh nhau với hắn, rất dễ bị thiệt lớn. Mặc dù y tin Diệp Quân, nhưng y vẫn chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hải vực sinh mệnh, lúc này, ở nơi này có hai đám người đang chờ đợi. Một đám người trong đó chính là Tùy Vô Hàn của dòng họ Đạo Thương, sau người y,
có mười mấy vị cường giả của dòng họ Đạo Thương đi theo, khí tức của những cường giả này đều không rõ, sâu không lường được. Một đám người còn lại là huyền nho của Phản Thiên Quốc, sau lưng gã có một ông già đi theo, ông già này mặc bộ trường bào đơn giản, vừa cao vừa gần, hai con ngươi bình tĩnh, đứng đó, không có tí khí tức nào, như không tồn tại. Hai đám người đều biết sự tồn tại của nhau, nhưng hai bên lại không gặp mặt. Mặc dù ba thế lực lớn của vũ trụ chủ từng cùng một dòng họ, nhưng thật ra quan hệ của ba bên lại không tốt tí nào, suy cho cùng, trong vũ trụ chủ này, hai bên có quá nhiều xung đột lợi ích. Chẳng qua, vì ba bên ai cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt ai, do đó, những năm nay luôn duy trì vẻ hòa bình bên ngoài. Huyền Nho nhìn biển sinh mệnh kia, khô lão, lúc đầu khi ta xuất hiện, trong lời của sư phụ hình như vẫn còn ý gì đó. Đứng sau hắn, ông lão nói, nếu quốc sư đã cho người làm việc thoải mái, thì người cứ làm mạnh tay vào, làm tốt, tất nhiên cũng tốt, làm không ổn, chả sao cả, quốc sư có thể đỡ được. Huyền Nho nói, tất nhiên ta muốn làm tốt rồi. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện trong tay, không ngờ, vị thánh cổ kim cô nương đó lại hào phóng như vậy. Sau khi về, điện chủ tiền nhiệm của Thánh Vương Điện chết đột ngột, cô ta cũng lên ngôi điện chủ, cả Thánh Vương Điện, lại không ai phản kháng lẫn chất vấn. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Khô lão nói, công tử dùng hết sức là được, không cần nghĩ nhiều. Huyền Nho gật đầu, tất nhiên là phải cố gắng hết sức rồi, với ta mà nói, đây là một cơ hội lớn lao mà. Nói rồi, gã nhìn về phía hải vực sinh mệnh, đợi thiếu niên kia lên. Gã thật sự rất tò mò với thiếu niên kia. Trong tiểu tháp, Diệp Quân dùng thời gian 3 năm mới thôn tính hết số kiếp kia được. Sau khi thôn tính hết số kiếp kia, thực lực của hắn lập tức xảy ra thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là ác đạo và huyết mạch phong ma của hắn. Lúc này uy lực của huyết mạch phong ma đã mạnh hơn trước không chỉ 10 lần, bây giờ hắn không dám tùy tiện dùng huyết mạch phong ma nữa, vì khí tức cuồn cuộn của ác niệm kia, tới sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng khó ngăn cản được. Hơn nữa, bây giờ hắn còn có một năng lực đặc biệt, đó là năng lực kiếp đạo. Có thể nói, bây giờ hắn chính là một loại kiếp. Trong tinh vân, Diệp Quân từ từ mở mắt ra, trong con ngươi của hắn, hai ngọn sấm máu dâng trào. Gạch dưới. Chúc mừng. Đúng lúc này, cựu thần ở một bên đột nhiên cười nói. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, trấn áp toàn bộ ác niệm xuống, huyết mạch phong ma cũng từ từ trở lại vẻ bình tĩnh. Hai người từ từ lên cao, không bao lâu đã tới trước một màn hình nước. Thấy màn hình nói, cựu thần nhẹ giọng nói, đây là những ràng buộc của nền văn minh vũ trụ này đang vây khốn chúng ta. Diệp Quân nhìn màn hình nước kia, màn hình nước chắn ngang ở đó, hơn nữa. Thật sự chỉ là một màn hình nước, nhưng, bên trong lại có một sức mạnh đặc biệt. Sức mạnh phong ấn. Cựu thần nói, đệ lên, hay ta lên. Diệp Quân nhìn màn hình nói, bình tĩnh nói, nó không dám ngăn ta. Cựu thần ngơ ngác. Quả nhiên, lúc Diệp Quân tới gần màn hình nước kia, sức mạnh phong ấn trong màn hình nước lặng lẽ biến mất. Cựu thần kinh ngạc nói, cái này. Diệp Quân khế cười nói, lão ca, huynh là người đầu tiên tới thần điện chủ chung à. Cựu thần lắc đầu, nói khoan dung thì chắc chắn đã đi qua rồi, cho nên, trước khi các người tới thần điện chủ chung, cộng thêm ta, thì tổng cộng có hai người đã từng tới thần điện chủ chung. Diệp Quân nói, sai. Cựu thần quay đầu nhìn Diệp Quân cười nói, cha ta và cô ta cũng đi qua rồi. Cựu thần hơi nghi hoặc. Diệp Quân lại không giải thích thêm gì nữa, chẳng mấy chốc, hắn và cựu thần đã phân chia được màn hình nước kia, đi ra ngoài. Hai người vừa tới trong biển, đã có âm thanh ở một bên truyền tới Diệp công tử, đợi lâu rồi. Diệp Quân quay đầu nhìn, một thiếu niên bước chậm tới. Người tới, chính là Tùy Vô Hàn, trên mặt y nở nụ cười, Diệp công tử, ta tự giới thiệu, Tùy Vô Hàn của dòng họ Đạo Thương, phụng lệnh thiếu chủ nhà ta đợi Diệp công tử ở đây. Diệp Quân đang muốn nói chuyện, thì lúc này, lại có một âm thanh ở bên khác truyền tới, Diệp công tử. Diệp Quân quay đầu nhìn. Chỉ thấy Huyền Nho đi tới, gã đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, Diệp công tử, Huyền Nho thuộc điện quốc sư của Phản Thiên Quốc, phụng lệnh sư phụ ta đợi Diệp công tử ở đây. Cựu thần vừa đi ra nhìn thấy cảnh này mà mặt đầy kinh ngạc, y nhìn hai người có ai đợi ta không? Tùy Vô Hàn và Huyền Nho không hề nhìn y, ánh mặt chỉ đặt trên người Diệp Quân. Cựu thần rất cạn lời, đây là kết cục của không có ai ở trên đấy. Diệp Quân nhìn Tùy Vô Hàn và Huyền Nho.
cười nói, hai vị đợi ta có việc gì? Tùy Vô Hàn nói, Diệp công tử, chúng ta muốn mời Diệp công tử gia nhập vào dòng họ Đạo Thương. Nói rồi, y mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Diệp quân, đây là chút tấm lòng của dòng họ Đạo Thương, xin Diệp công tử vui. Lòng nhận cho. Diệp quân nhìn nhẫn không gian, trái tim bỗng nhảy lên ngay lập tức, trong nhẫn không gian, có những năm dòng Linh Mạch Tổ. Linh Mạch Tổ, tất nhiên hắn không lạ, cả vũ trụ bên dưới chỉ có một dòng thôi. Sở dĩ cựu thần có thể nuôi ra ba nền văn minh siêu cấp, chính là vì có dòng Linh Mạch Tổ này. Lúc này, Huyền Nho đột nhiên nói, Diệp công tử, Phản Thiên Quốc chúng ta cũng có chút lòng thành. Lúc nói, một chiếc nhẫn không gian đã bay tới trước mặt Diệp quân. Diệp quân nhìn nhẫn không gian, trong nhẫn không gian, vậy mà lại có 8 dòng Linh Mạch Tổ. Tùy Vô Hàn nhìn chiếc nhẫn không gian kia, lập tức cau mày, y quay đầu nhìn Huyền Nho, cười nói, Huyền Nho, Phản Thiên Quốc thế này là có ý gì? Huyền Nho bình tĩnh nói, không có ý gì, đương nhiên, cho dù có ý gì, cũng không cần giải thích với dòng họ Đạo Thương ngươi. Tùy Vô Hàn cũng không giận, cười nói, sao nhiều tiền hơn phải không? Nói rồi, y mở lòng bàn tay ra, lại một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Diệp quân. Trong nhẫn không gian, có 5 dòng Linh Mạch Tổ. 5 dòng, cộng thêm chiếc nhẫn không gian lúc trước, là 10 dòng Linh Mạch Tổ rồi. Đây thật sự là quá hào phóng. Những cường giả sau người Tùy Vô Hàn kinh ngạc, đồng thời lại hơi đố kỵ, dồn dập nhìn Diệp quân, thằng cha này vừa từ bên dưới lên, đã được xem trọng như vậy. Diệp quân còn chưa nói gì. Huyền Nho đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Diệp quân, trong nhẫn không gian có 10 dòng Linh Mạch Tổ. Cộng thêm cái lúc trước, là 18 dòng Linh Mạch Tổ rồi. Người sai lưng Tùy Vô Hàn đều kinh ngạc không thôi, 18 dòng Linh Mạch Tổ này, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra 3 vị cường giả cấp bậc văn minh tổ đấy. Hơn nữa, loại này hoàn toàn không có tí lượng nói nào, không chỉ thế, còn có thể nuôi dưỡng ra ít nhất 3 nền văn minh với hàng tỷ sinh linh. Sắc mặt Tùy Vô Hàn hơi khó coi, 18 dòng Linh Mạch Tổ, thật sự quá hào phóng rồi. Bên trong chiếc nhẫn thế mà lại là 3 món thần khí cảnh giới văn minh tổ. Một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, thân màu trắng tuyết. Một bộ áo giáp, cả bộ áo giáp được làm từ vảy của một con yêu thú không rõ danh tính, toát ra ánh sáng nhạt, dày và rắn chắc, nhìn thoáng qua có thể biết là một vật vô cùng siêu phàm. Một dấu ấn. Chỉ lớn bằng bàn tay, bề ngoài khắc một yêu thú kỳ lạ, dưới đáy khắc 4 chữ lớn. 3 thần vật đều là cảnh giới văn minh tổ, đây đã không phải là danh tác mà là danh tác siêu cấp. Sắc mặt Tùy Vô Hàn trở nên cực kỳ khó coi. Diệp quân nhìn Tùy Vô Hàn, sau đó quay sang nhìn Huyền Nho, mỉm cười nói, Nho huynh, các huynh làm ta cảm thấy sợ khi được trọng dụng đấy. Huyền Nho nói, Diệp huynh, Phản Thiên Quốc ta thật lòng hy vọng huynh có thể gia nhập vào bọn ta. Diệp quân nói, tại sao? Huyền Nho nghiêm túc nói, Diệp huynh là một thiên tài. Diệp quân bật cười, hắn không nói gì thêm, nhận lấy 2 chiếc nhãn Huyền Nho đưa cho trước mặt, ta sẵn sàng gia nhập vào Phản Thiên Quốc. Huyền Nho cũng nở nụ cười, chào mừng. Nói rồi gã vung tay lên, một tia sáng màu vàng bỗng che phủ bầu trời. Huyền Nho nói, Diệp huynh, mời. Diệp quân quay đầu lại nhìn cựu thần bên cạnh, cựu thần huynh, có muốn đi với ta không? Cựu thần cười nói, ta không được, ta thích tự do hơn. Diệp quân gật đầu, sau đó lấy một linh mạch tổ ra đưa cho cựu thần, đừng từ chối, chút tấm lòng của ta. Cựu thần lại lắc đầu, ta vẫn chưa trả được đại ơn cho đệ, sao có thể lấy thêm ơn huệ của đệ được. Diệp quân còn muốn nói thêm gì đó nhưng cựu thần bỗng truyền âm bằng huyền khí cho hắn, Diệp đệ đừng lo lắng cho ta cũng có cơ duyên và vận may của mình, 2 thế lực này không dễ đối phó. Đệ nhất định phải cẩn thận, sau này nếu đệ cần bất cứ điều gì, ta sẽ đích thân đến. Vừa dứt lời, y đã biến mất ở tận cuối chân trời đằng xa. Diệp quân nhìn tận cuối chân trời, sau đó quay đầu nhìn Huyền Nho, chúng ta đi thôi. Huyền Nho gật đầu, ừ. Cứ thế Diệp quân và Huyền Nho bước lên đại đạo ánh sáng vàng đó, vừa bước lên 3 người bỗng chốc biến mất, đại đạo ánh sáng vàng cũng biến mất từng chút. Tùy Vô Hàn nhìn tận cuối chân trời. Ý tứ sâu xa nói, đây là người mà ngươi chọn sao? Diệp quân vô cùng kinh ngạc nhìn trận chiến trên đại đạo ánh sáng vàng, vì hắn không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào,
nhưng bản thân hắn quả thật đang di chuyển với tốc độ cao, tốc độ của hắn không thua kém gì ngự kiếm bình thường. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Diệp Quân, Huyền Nho cười nói, Diệp huynh không biết đấy thôi, đây là trận pháp dịch chuyển thời gian, đây là trận pháp dịch chuyển nhanh nhất trong vũ trụ chính, có thể đến hàng vạn tinh vực chỉ trong thoáng chốc. Diệp Quân nói, vậy chúng ta đã đi xuyên qua lâu như vậy. Huyền Nho mỉm cười nói, nơi này rất lớn, rất lớn. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, thần thức bao phủ xung quanh, thế nhưng lại vô tận, không có điểm cuối. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, vũ trụ chủ này lớn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Diệp Quân nói, Nho huynh, các huynh không thể vào hải vực sinh mệnh bất cứ lúc nào à? Huyền Nho lắc đầu, không được, trừ khi có kinh phá bích, cho dù có kinh phá bích thì cũng phải trả giá nhất định mới có thể vào được. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Huyền Nho nhìn Diệp Quân, Diệp huynh tu luyện đạo trật tự à? Diệp Quân gật đầu, phải. Huyền Nho nói, sau khi Thánh Cổ Kim cô nương quay lại vũ trụ chủ đã tung ra tin tức rằng Diệp huynh đã tu đạo trật tự. Diệp Quân mỉm cười nói, cô ta muốn lợi dụng các vị để giết ta. Huyền Nho gật đầu, tất nhiên bọn ta sẽ không để cô ta được như ý. Thánh Vương Điện. Trước Đại Điện, Thánh Cổ Kim đang ngồi trước bàn sách, trước mặt cô ta là một tô mì nóng hổi, cô ta không động đũa mà bưng bát lên nhấp một ngụm nước, sau đó mới cầm đũa lên gắp mì đưa vào miệng. Lúc này Linh đi vào trong đại điện. Nhìn thấy Thánh Cổ Kim đang ăn mì, cô ta do dự một lúc rồi cung kính đứng một bên, không nói gì. Một lúc sau, Thánh Cổ Kim ăn xong, cô ta bưng bát lên uống hết nước súp, sau đó đặt bát xuống bàn, đầu lưỡi liếm chỗ nước súp còn sót lại trên môi, sau đó nhìn Linh. Linh cung kính chào, chủ tử, Diệp Quân đến rồi. Thánh Cổ Kim gật đầu, không nói gì. Linh cung kính đứng đó đợi chỉ thị. Thánh Cổ Kim nói, làm theo kế hoạch. Linh cúi người xuống, sau đó lui ra ngoài. Lúc này một người phụ nữ mặc váy đen xuất hiện phía sau cô ta, người đến là. U trầm giọng nói, không tra ra được. Thánh Cổ Kim bình tĩnh nói, không cần tra nữa. U hơi khó hiểu. Thánh Cổ Kim nói, nhà họ Dương không giết hắn tức là bây giờ hắn tạm thời không thể chết. Nếu hắn không thể chết, chúng ta truy tìm lai lịch của hắn cũng vô nghĩa. U híp mắt, nói thế chẳng phải hắn luôn đứng ở thế bất bại sao? Thánh Cổ Kim nhìn cô ta một cái, không chỉ luôn đứng ở thế bất bại mà nhà họ Dương không ra tay, đó chắc chắn là sự tồn tại vô địch. U nhíu mày. Thánh Cổ Kim bình tĩnh nói, đừng thấy hắn đầu hàng nhanh mà lầm, đợi ngày nào đó hắn lộ ra bộ mặt thật chắc chắn sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên. U khó hiểu nói, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thánh Cổ Kim nói, không quan trọng. Điều quan trọng là mục tiêu hiện tại của hắn là kinh phá bích, bây giờ ta có hai cuốn, dòng họ đạo thương có một cuốn, phản thiên quốc có một cuốn, nói cách khác còn hai cuốn nữa chưa xuất hiện. U khó hiểu nói, nếu hắn vô địch thật thì vì sao không ra tay tiêu diệt dòng họ đạo thương và phản thiên quốc? Hai thế lực này đều không được nhà họ Dương bảo vệ. Thánh Cổ Kim nói, có một khả năng hắn là bản thể vô địch, không phải phân thân vô địch không? U càng cảm thấy khó hiểu. Thánh Cổ Kim nói, chúng ta không thể tra ra danh tính của hắn, chỉ có hai nguyên nhân, một là hắn đến từ nền văn minh bên ngoài vũ trụ chủ, hai là hắn vốn dĩ là người của ngoài thế giới ảo, đến đây chỉ vì vài lý do đặc biệt, nhưng bây giờ không thể quay lại được. U sửng sốt. Thánh Cổ Kim nói, nếu là khả năng thứ hai, vậy thì nhà họ Dương không giết hắn chắc chắn không phải là vì hắn ở thế giới này, mà rất có thể là vì hắn ở thế giới khác. Nói rồi cô ta bỗng lấy một cuốn sách ra rồi nói, giống như người trong sách, nếu thế giới trong sách so với thế giới ảo thì những người ở thế giới của chúng ta chính là thế giới thực. Mà chủ nhân bút đạo đại rất có thể là một người của thế giới thật đi tiến vào thế giới ảo, nhưng bây giờ ông ta không thể thoát ra được, tuy nhiên ông ta lại rất quan trọng trong thế giới thực, chẳng hạn như. Ông ta là người viết cuốn sách này, thế nên nếu ông ta chết, cũng có nghĩa là câu chuyện đã kết thúc. U lập tức lắc đầu, không thể. Tuyệt đối không thể nào, quá mức huyền bí. Thánh Cổ Kim khẽ nói, đồ ngốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời xem, vũ trụ rộng lớn vô tận đến mức nào. Ai dám bảo đảm thế giới mình đang ở không phải do người khác vẽ ra hay viết ra. Không nói về ảo và thật nữa, nói về vũ trụ của chúng ta đi, có vô số sinh mệnh trong một tế bào nhưng những sinh mệnh đó không bao giờ biết rằng chúng chỉ là một sinh vật tế bào, ai có thể dám chắc vũ trụ chúng ta đang ở không phải là một tế bào nào đó. U nói, có một vấn đề không thể giải thích được,
nếu chủ nhân bút đại đạo đến từ thế giới thực thật thì làm sao người trong thế giới ảo có thể đánh bại được ông ta? Chuyện này thật bất thường, không phải sao? Thánh cổ kim im lặng không nói. U cong môi cười, có vẻ hơi đắc ý, có thể khiến người phụ nữ trước mặt không nói được gì là một chuyện rất có cảm giác thành tựu. Thánh cổ kim bỗng nhiên nói, việc này có rất nhiều khả năng, ta nói theo hai cách ta hiểu, thứ nhất là người có thể đánh bại ông ta cũng đến từ thế giới thực, mà chủ nhân bút đại đao luôn vô địch trong thế giới ảo, nhưng trong thực tế có khả năng chỉ cần một con dao nhỏ cũng có thể giết chết ông ta. U, Thánh cổ kim nói, thứ hai, người có thể đánh bại chủ nhân bút đại đạo chắc chắn là người của thế giới ảo, không phải đến từ thế giới thực, nhưng... Nói rồi cô ta cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, nếu ông ta là tác giả cuốn sách thật, vậy thì không có một khả năng, nhân vật trong sách của ông ta đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Sao có thể thoát khỏi kiểm soát? U hạ giọng, không, chuyện này quá hoang đường, ta thà tin rằng chủ nhân bút đại đạo mới là người đến từ nền văn minh cao hơn. Thánh cổ kim, không quan trọng, quan trọng là cho dù đến từ nền văn minh cao hơn hay thế giới thật đi nữa thì ông ta cũng đã bị hạn chế. U nói, ông ta hành sự cẩn thận hơn rất nhiều, che giấu hoàn toàn khí tức, nếu không chủ động xuất hiện thì chúng ta không tài nào tìm được. Thánh cổ kim nhìn ra bên ngoài, sẽ xuất hiện ngay thôi. U nói, còn một nghỉ vấn cuối, mục đích của ông ta là gì? Thánh cổ kim im lặng một hồi mới nói, ta nghĩ là ông ta bị chính bản thân mình hạn chế nên muốn phá cục, nhưng bằng cách nào? Cô ta lắc đầu, ta ngu lắm, đoán không ra. A nói. Thánh cổ kim, phát lệnh truy nã đi. U nhíu mày, truy nã ông ta. Thánh cổ kim, truy nã Diệp Quân. U ngạc nhiên. Thánh cổ kim, ai giết được hắn thì thưởng 20 linh mạch tổ, 5 thần vật cấp văn minh tổ. A nói. Thánh cổ kim tiếp tục, phái người đến nước Phạm Thiên kháng nghị, bắt họ phải giao hắn ra, không thì tự chịu lấy hậu quả. U nghe mà hết hồn, gây hấn với nước Phạm Thiên không phải chuyện nhỏ nhặt gì đâu. Nhưng cô ta vẫn nghe lời mà hành lễ rồi lui xuống. Thánh cổ kim lại mở miệng, với nấu tô mì cho tan vâng thưa thánh chủ. Có người đáp, thánh cổ kim, là toại chủ. Vâng, nước Phạm Thiên. Khi Diệp Quân theo Huyền Nho đến đây, hắn bị cảnh tượng trước mắt khiến cho rung động. Quốc gia này có 3.620 vực, mỗi vực rộng gấp mấy lần vũ trụ quan huyên, mỗi vực chủ đều là cường giả cấp văn minh tổ. Cấp văn minh tổ đấy. Ở vũ trụ chủ tuy không được xem là đứng đầu nhưng cũng là chiến lực cao cấp, không hề yếu tẹo nào. Bao nhiêu vực là bấy nhiêu vực chủ, mà đây chỉ là sức mạnh bề nổi của nước Phạm Thiên. Khi đặt chân đến Đô Thành, người từng trải như Diệp Quân cũng phải sững sờ trước sự hùng vĩ của nó. Thành Phạm Thiên này đáng lẽ nên nói là một vực khổng lồ thay vì tòa thành. Trong lúc nói chuyện với Huyền Nho, Diệp Quân biết được các vực ở vũ trụ chủ nơi này cũng phân lớn nhỏ. Theo thứ tự là tỉnh vực, châu vực và tinh vực. Tòa thành này lại là tinh vực lớn nhất vũ trụ chủ. Diệp Quân nhẩm tính, thấy đặt vũ trụ quan huyên vào tinh vực này thì chẳng khác gì thả hòn sỏi xuống đáy đại dương. Đúng là chìm nghỉm trong biển, vì quá nhỏ bé. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi tận mắt nhìn thấy sự chênh lệch giữa vũ trụ quan huyên và một bên khái, hắn vẫn không khỏi cảm thán trong lòng. Cách nhau xa quá. Cũng may là đã có chuẩn bị từ trước. Bằng không thì đừng nói chỉ bị hai siêu thế lực nhòm ngó, bất kỳ thế lực nào ở đây cũng có thể khiến hắn sống không bằng chết. Huyền Nho vẫn luôn âm thầm quan sát, thấy Diệp Quân bước vào nước Phạm Thiên mà vẫn bình thản thì thoáng kinh ngạc, nhủ thầm người này quả nhiên đã. Từng trải rất nhiều, không hề tầm thường chút nào. Gã dẫn hắn đi qua phố phường náo nhiệt, dừng chân trước một tòa cung điện nguy nga. Điện quốc sư. Huyền Nho nói với thiếu niên đứng trước cửa, A Khưu. Vào thông báo cho sư phụ. Thiếu niên đi tới, người đi mất rồi sư huynh. Huyền Nho nhíu mày, đi rồi à? Hai A Khưu gật đầu, vâng, sư phụ dặn mọi chuyện do huynh quyết định. Huyền Nho không ngờ sư phụ lại trao cho mình toàn quyền xử lý, rơi vào im lặng, sau đó gã quay lại, cười nói với Diệp Quân. Mời Diệp huynh theo ta. Hắn gật đầu, được. Huyền Nho dẫn hắn đi vào thiền điện, hai người vừa ngồi xuống thì đã có người đến châm trà. Hương thơm thoang thoảng thơm phức khiến thần hồn rung động. Huyền Nho nói, ta vừa nhận được tin Điện Thánh Vương đã phát lệnh truy nã huynh, không chỉ treo giải hậu hĩnh mà còn nghiêm túc đến bàn chuyện cùng nước Phạm Thiên. Rốt cuộc giữa huynh và Thánh Cổ Kim cô nương kia đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Quân cười, một số chuyện không vui vẻ cho lắm. Huyền Nho im lặng. Diệp Quân nâng ly trà lên nhấp mộng ngụm, Nho huynh, ta là người đàng hoàng, không thích chơi trò lá mặt lá trái. Chỉ bằng chúng ta bắt tay vào nói chuyện sòng phẳng thẳng thắn. Huyền Nho cười, ta cũng có ý này. Huynh muốn ta nói trước chứ? Diệp Quân cười, huynh đừng đề phòng ta, không thì chúng ta không hợp tác được đâu. Hợp tác cần nhất là chân thành mà, nhỉ? Huyền Nho, ta không thể không phòng bị, vì ta không biết trong ván cờ này còn mưu mô gì, càng không biết sự chân thành của huynh có bao nhiêu phần thật giả. Diệp Quân đặt ly trà xuống, hợp tác đương nhiên phải nói về lợi ích. Không biết huynh muốn gì? Huyền Nho, huynh có thể cho ta những gì? Diệp Quân phán ngay, kinh phá bích. Huyền Nho ngẩn ra. Diệp Quân bồi thêm, ta nói thật. Huyền Nho, huynh có biết giá trị của nó không? Diệp Quân lắc đầu, một chút, nhưng ta đang nói thật. Huyền Nho, mời huynh giải thích. Diệp Quân, chúng ta lấy một góc độ khác đi. Mục đích của Thánh Cổ Kim khi bày ra bàn cờ này đương nhiên không phải để mua vui mà là vì lợi ích, mà chỉ có hai thứ khiến cường giả như cô ta để mắt đến. Huyền Nho thốt lên, kinh phá bích. Diệp Quân gật đầu, Huyền Nho chần chừ một hồi rồi hỏi, vật thứ hai là gì? Diệp Quân, thống nhất vũ trụ chủ. Huyền Nho lắc đầu, cô ta không có khả năng đớ. Diệp Quân, nếu cô ta lấy được toàn bộ kinh phá bích thì sao? Huyền Nho nhíu mày. Diệp Quân, khi ấy thì thống nhất vũ trụ chủ được mà, đúng không? Huyền Nho không phản đối, bởi điều đó là khả thi khi đã đứng ngoài thế giới này. Diệp Quân, đây là khảo nghiệm của lệnh sư, đúng chứ? Thấy Huyền Nho nhìn mình, hắn tiếp tục, nghĩa là huynh còn chưa đạt được yêu cầu của lệnh sư. Gã cười, huynh cứ nói đừng ngại. Diệp Quân, chính huynh là người muốn lôi kéo ta. Huyền Nho gật đầu. Diệp Quân, nguyên nhân là vì Thánh Cổ Kim luôn nhằm vào ta nên huynh muốn đi ngược lại để phá cục. Nhưng mục đích của chúng ta còn là để tìm hiểu đây là loại kế hoạch gì, từ đó thu hoạch được lợi ích tối đa từ cuộc chiến này. Khi ấy dù cô ta có chiến thắng thì đã làm sao? Huyền Nho nhìn hắn, ý huynh là mặc kệ âm mưu kế hoạch, lợi ích mới là quan trọng nhất. Diệp Quân gật đầu, huynh đại diện cho bản thân và nước Phạm Thiên, tranh thủ lợi ích cho cả hai phương diện mới là ưu tiên hàng đầu. Huyền Nho, nhưng làm sao ta dám chắc Thánh Cổ Kim sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của nước Phạm Thiên? Diệp Quân, thứ cho ta nói thẳng, nhưng huynh đã trở thành quân cờ rồi. Huyền Nho ngạc nhiên. Diệp Quân đứng dậy, nhìn đại diện bên ngoài, lệnh sư trông như đang khảo nghiệm huynh nhưng thật ra là đang dùng huynh để mê hoặc tâm mắt Thánh Cổ Kim. Huynh có tin không, rằng lệnh sư của huynh, hoặc quốc chủ NPC bây giờ đã xuất thân? Người mà họ tiếp xúc càng không phải là hạng lâu la như ta. Huyền Nho, huynh nói họ đang tiếp xúc với người đánh cờ. Diệp Quân gật đầu. Huyền Nho rơi vào im lặng. Diệp Quân, thông tuệ như huynh hẳn phải nghĩ đến từ sớm rồi chứ. Huyền Nho liếc nhìn. Diệp Quân, Thánh Cổ Kim đã tìm được một quyển kinh phá bích dưới biển sinh mệnh, người tranh chấp cùng cô ta khi ấy là chủ nhân bút đại đạo. Không biết huynh có từng nghe qua? Huyền Nho, từng nghe gia sư nhắc đến. Diệp Quân cười, lệnh sư và quốc chủ nước Phạm Thiên hẳn đang lập mưu cùng ông ta, còn huynh chỉ là tốt thí họ đẩy ra. Đây cũng là lý do họ không gặp chúng ta. Huyền Nho vừa đi được mấy bước thì xoay lại, Diệp huynh có vẻ không sợ. Diệp Quân cười, ta có gì phải sợ? Huyền Nho, sao huynh có thể tự tin như vậy được? Diệp Quân không đáp. Huyền Nho cười, đã nói hai bên thẳng thắn với nhau, vậy mà huynh vẫn che che giấu giấu. Diệp Quân, huynh muốn xem con bài tẩy của ta? Cũng được. Rồi hắn đưa Huyền Nho tiến vào tiểu tháp. Nụ cười trên mặt gã đọng lại. Ra ngoài rồi, Diệp Quân im lặng chờ lựa chọn sau cùng của Huyền Nho. Hắn sẽ không và cũng không thể lôi kéo được cường giả thế hệ trước, dù sao thì khoảng cách bây giờ giữa hắn và nước Phạm Thiên vẫn còn quá xa. Đưa tháp ra ngoài ánh sáng không chỉ không làm gì được họ mà còn tự gây họa cho mình. Thế hệ trẻ thì khác, họ có dã tâm, họ muốn làm đại sự. Đồng thời cũng có nguy hiểm tương ứng, nên hắn mới đang đánh cược. Một hồi sau, Huyền Nho cất tiếng, chuyện này phức tạp hơn ta nghĩ nhiều, đúng không? Diệp Quân gật đầu, phải. Huyền Nho nghiền ngẫm nhìn hắn. Hắn chỉ cười, tùy huynh chọn. Huyền Nho, nếu thắng, ta sẽ được gì? Diệp Quân, những thứ bây giờ huynh không thể nghĩ tới. Huyền Nho rơi vào im lặng. Diệp Quân siết chặt hai tay,
ba loại huyết mạch ồ ạt dâng lên khiến gã biến sắc khi nhìn thấy mắt hắn trở thành màu đỏ dưới sự ảnh hưởng của phong ma. Rồi hắn bất ngờ thu chúng về. Huyền Nho la lên, huynh. Diệp Quân chỉ hỏi, có làm không? Sau một hồi im lặng, Huyền Nho đáp làm. Diệp Quân cười to. Huyền Nho, huynh cần ta giúp gì? Diệp Quân, trước mắt ta muốn tìm hiểu cặn kẽ về vũ trụ chủ và nước Phạm Thiên. Huyền Nho cười, không thành vấn đề. Gã đưa một lệnh bài sang, huynh cầm lấy nó là có thể tự do ra vào vực thư viện trong nước. Diệp Quân nhận lấy, cảm ơn nhiều. Huyền Nho lại đưa một tấm phù lục sang, bùa truyền âm. Huynh cần gì cứ liên lạc ta. Diệp Quân thu vào, thế thì ta không khách sáo. Huyền Nho gật đầu, ta còn nhiều việc phải xử lý, không theo huynh được nữa. Rồi rời đi. Tiểu Tháp lập tức chép miệng, người giỏi thật, chỉ dăm ba câu đã lừa được gã. Diệp Quân nhìn theo hướng Huyền Nho rời đi, mỉm cười, đâu có đơn giản vậy. Tiểu Tháp hỏi lại, là sao? Diệp Quân, không bao giờ được xem thường người khác. Tiểu Tháp. Người đàn ông cười to đứng lên, ánh mắt thoáng trở nên nhu hòa. Sống trên đời sợ nhất là không biết mình đang thật sự ở đâu. Làm người nhất định phải hiểu rõ bản thân mình. Huyền Nho lại nói, sư phụ, người này rốt cuộc có ý đồ gì? Người đàn ông, con có thể hợp tác với hắn. Huyền Nho tỏ ra hoài nghi. Người đàn ông, thằng ngốc này, con nghĩ hắn sẽ tin con thật sao? Huyền Nho nhíu mày, đoạn hô lên, ý là, hắn đã biết con sẽ bẩm báo cho sư phụ. Người đàn ông gật đầu, thứ hắn muốn không phải câu trả lời của con mà là của ta, nói cách khác, hắn đang thăm dò thái độ của ta. Huyền Nho chết chân tại chỗ. Người đàn ông, người này đúng là không đơn giản. Huyền Nho hỏi lại, vậy ý của sư phụ là? Người đàn ông, hắn nói đúng, muốn được ta công nhận thì phải đánh bại ta. Huyền Nho, là cho phép con đi theo hắn. Người đàn ông nhìn gã, con có dám không đã? Huyền Nho không hiểu, vì sao chúng ta không thể ở cùng một phe chứ? Người đàn ông, con biết mục đích của hắn không? Huyền Nho lắc đầu. Người đàn ông cười, hắn đang muốn nói cho ta hắn không hề đơn giản, đừng đặt mọi vốn liếng lên người chủ nhân bút đại đạo mà hãy đặt cả hai bên. Nếu hắn thua, ít nhất con còn có ta bảo vệ. Nếu ta thua, con vẫn còn ân tình với hắn, chúng ta không đến nỗi thất bại hoàn toàn. Hiểu chưa? Huyền Nho, sư phụ cho rằng hắn có khả năng thắng. Người đàn ông tựa vào lưng ghế, khờ quá. Trên đời không có gì là tuyệt đối cả. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm đi theo chủ nhân bút đại đạo thì toàn bộ nước Phạm Thiên sẽ tan biến nếu ông ta thua. Huyền Nho nhìn lên đầy khó tin, cả nước tan biến. Chuyện này, gã biết Diệp Quân không đơn giản, từ tòa tháp nghịch thiên đến huyết mạch không hiểu sao có thể đáng sợ như vậy dù hắn đến từ văn minh cấp thấp, nhưng gã không cho rằng hắn có thể chống lại nước Phạm Thiên chứ nói chỉ là tiêu diệt. Người đàn ông ra chiều phức tạp, ta không biết gì về hắn, nhưng ta biết chủ nhân bút đại đạo. Nghe nói lần này ông ta thua một vố đau ở dưới kia, mà người có thể làm vậy chắc chắn không tầm thường, chúng ta có tư cách gì mà xem thường. Huyền Nho trầm tư một hồi, sư phụ có mấy phần chắc thắng khi chọn chủ nhân bút đại đạo. Người đàn ông cười, ta không biết. Huyền Nho nhíu mày. Người đàn ông, nếu có thể, ta sẽ chọn làm người quan sát, giao hảo với cả hai bên, cho đi chút ân tình, lo lót đầy đủ, kéo dài thời gian rồi tự giữ lấy mình. Huyền Nho, nhưng quốc chủ lại chọn chủ nhân bút đại đạo. Người đàn ông gật đầu, phải, và ta hiểu vì sao. Chủ nhân bút đại đạo đã hứa hẹn một thứ mà quốc chủ không thể chối từ, đồng thời còn lý do đặc biệt. Ông ta nhìn Huyền Nho, vị họ Diệp này còn chưa hoàn toàn trở mặt với chủ nhân bút đại đạo, nghĩa là con có thể đường hoàng giúp hắn, khiến hẳn phải chịu ơn của con. Không những thế, con phải dốc hết toàn lực để giúp hắn, nếu cần thì hãy hy sinh cả lợi ích của nước Phạm Thiên. Huyền Nho giật mình, ý sư phụ là, dùng hết mọi thứ. Người đàn ông nhìn gã đầy kiên quyết, phải, dùng mọi thứ. Nếu hắn và nước Phạm Thiên có mâu thuẫn, ta muốn con lập tức đi theo hắn. Huyền Nho im lặng. Ánh mắt người đàn ông trở nên phức tạp, NPH là thế lực mạnh nhất vũ trụ chủ hiện nay, nhưng không có nghĩa là vô địch. Cho dù không muốn thừa nhận, chúng ta cũng phải nhận thức được điều này, hạ cái tôi xuống mới sống được lâu hơn. Có những điều không thể sai. Có những người không thể đụng vào, vì khi ấy sẽ không có cơ hội làm lại. Ông ta thở dài, một người ngoài thôi đã đủ để xé xác nước Phạm Thiên cả tỷ lần, mà đó chỉ là giới hạn chúng ta biết được.
Ai biết liệu trong vũ trụ kia còn có người mạnh hơn nữa? Đồ thư vực, Diệp Quân không ngờ đây thật sự là một cái vực. Phản Thiên Quốc dùng một cái vực làm thư viện, toàn bộ đồ thư vực vô biên vô tận, mênh mông như vũ trụ. Sau khi tiến vào đồ thư vực này, Diệp Quân nhìn một vòng, kệ sách vô cùng vô tận, mỗi kệ đều cao đến nghìn trượng, bên trên để rất nhiều sách, mà trên những kệ sách này đều có năng lượng bí ẩn dao động. Thấy nhiều sách như thế, Diệp Quân hơi nhếch môi. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn bắt đầu đọc sách, mà đương nhiên hắn không đọc từng quyển một, mà dùng thần thức quét một vòng. Nhưng làm như thế sẽ tốn đá tổ linh. Đá tổ linh là tiền tệ thông dụng của vũ trụ chủ hiện tại, chia thành đá tổ linh thông thường, đá tổ linh trung phẩm và đá tổ linh cực phẩm. Diệp Quân vốn cho rằng sẽ không tốn bao nhiêu đá tổ linh, nhưng hắn đã phải hết hồn, nếu quét một lượt sách trong đồ thư vực này sẽ phải tốn 2.600.000 viên đá tổ linh trung phẩm. Đây là một khái niệm gì? Nếu không tính những linh mạch tổ mà Huyền Nho cho, thì cộng hết số mạch tiên nguyên cực phẩm mà hắn mang theo từ bên dưới cũng không đủ. Cảm giác nghèo quay trở lại rồi. Diệp Quân khẽ thở dài, hiện tại hắn thật sự tiêu quá nhiều tiền, phải biết rằng hắn còn phải dẫn dắt cả một vũ trụ, không chỉ có một mình hắn cần tiêu tiền mà là. Người của cả vũ trụ đều cần dùng đến tiền. Đương nhiên tiêu tiền thế này cũng rất đáng, vì sinh linh của vũ trụ càng mạnh, sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng sẽ càng đáng sợ. Bây giờ đã có một ít linh mạch tổ, hắn tự tin rằng có thể khiến sức mạnh tín ngưỡng của mình nâng lên một tầm cao mới. Mà lúc này, Huyền Nho bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Huyền Nho cười nói, Diệp huynh muốn xem sách ở đây à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế, nhưng thật sự là quá đắt. Huyền Nho nói, ta đã trả phí rồi, Diệp huynh có thể xem thoải mái. Diệp Quân nhìn Huyền Nho, không nói gì. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, không phải ta đã nói rồi à? Huynh cần gì đều có thể đến tìm ta. Diệp Quân cười khẽ, vậy thì cảm ơn nhé. Nói xong, hắn nhìn về phía biển sách kia, thần thức bắt đầu tản ra, chẳng mấy chốc, thần thức của hắn đã bao trùm lấy biển sách như một cái lưới. Vô số thông tin tràn vào đầu hắn, cuồn cuộn không ngừng. Cũng may thần thức của hắn đủ mạnh, nếu không hắn hoàn toàn không thể dung nạp được nhiều thông tin như thế. Cứ thế, không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Quân thu hồi thần thức, hít sâu một hơi. Lúc này, cuối cùng hắn cũng đã nhận thức rõ ràng vũ trụ chủ. Không ai biết vũ trụ chủ bắt nguồn từ đâu, chỉ biết năm đó vũ trụ này từng xuất hiện một người đặc biệt, chính là người đã tạo ra kinh phá bích, đối phương là người đầu tiên nói đến thuyết giả thuyết và hiện thực, hướng đến chân thực. Giả thuyết và hiện thực. Mà đối phương còn từng thí nghiệm vì giả thiết của mình, chính là đại đạo luận nổi tiếng. Trong đại đạo luận đưa ra một vấn đề thế này, nhân có trước hay quả có trước? Nhân có trước, vậy chứng minh thế giới này tràn đầy những thứ không xác định, mọi thứ đều mơ hồ, cũng chứng minh, thế giới này có thể là một thế giới chân thực, nhưng nếu quả có trước thì sao? Quả có trước, thì có nghĩa rất nhiều kết quả đều đã được định trước, dù ngươi làm thế nào đều không thể thay đổi được. Mà kết cục được định trước cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều đã bị người khác sắp đặt xong. Người đặc biệt đó đã làm hai thí nghiệm cực kỳ đáng sợ cho việc này, thứ nhất là trở về quá khứ giết chết mình, thứ hai là đến tương lai giết chết mình. Ông ta muốn xem có thể thay đổi quá khứ đã xảy ra và tương lai chưa xảy ra hay không. Mà kinh phá bích cũng được viết ra vào lúc này. Nhưng cuối cùng không ai biết kết quả của thí nghiệm này thế nào, chỉ biết người đó đã biến mất. Diệp Quân nắm được một điểm mấu chốt, đó là người đặc biệt kia về quá khứ để giết mình trước hay đến tương lai giết mình trước. Hắn lập tức tìm kiếm tài liệu trong đầu. Ngay sau đó, hắn đã tìm thấy. Trở về quá khứ giết mình trước. Diệp Quân nhíu mày. Đối phương quay về quá khứ giết mình trước, sau đó viết ra kinh phá bích, vậy đối phương có đi đến tương lai hay không? Đã hoàn thành rồi, hay chưa hoàn thành, Diệp Quân nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn không thể không lo lắng, hắn bây giờ thật sự như đi trên tảng băng mỏng, chỉ cần không cẩn thận là không thể quay đầu. Tiểu Tháp nói, sao ngươi không đọc nhiều sách đi? Tiểu Hồn đáp, ta chỉ là một thanh kiếm thôi. Tiểu Tháp. Tiểu Hồn tiếp tục, chức trách của ta không phải là đoán suy nghĩ của tiểu chủ, mà là yên phận làm một thanh kiếm, làm tròn công việc của mình. Tiểu Tháp. Sau khi rời khỏi đồ thư vực, Diệp Quân đi tới một vùng tinh không, hắn dùng Tiểu Tháp ngăn cách xung quanh. Sau đó tiến vào trong.
hắn muốn tiêu hóa dần những quyển sách đã quét trong đồ thư vực. Ngoài việc hiểu đại khái về vũ trụ chủ, Diệp Quân còn hiểu chi tiết hệ thống cảnh giới ở nơi này, điều đáng nói ở đây là hệ thống cảnh giới này cũng do người đó sáng tạo ra. Cảnh giới văn minh tổ chia ra từ 1 đến 6, mà trên cảnh giới văn minh tổ là hư lâm giả chỉ những người biết rõ tất cả hư huyễn của đạo Pháp, cao thủ cấp bậc này đã vượt khỏi phạm vi của những nền văn minh đã biết. Mà trên hư lâm giả là phá hư giả, phá hủy tất cả hư ảo, theo đuổi chân thực, nếu xem vũ trụ chủ này như một bức tranh thì phá hư giả là người đã bước được một chân ra khỏi đó. Mà trên phá hư giả là cảnh giới cao nhất được biết đến hiện tại, người ngoại giới là người thật sự đã phá được kết giới giữa hư ảo và chân thực, đi ra khỏi bức tranh. Từ xưa đến nay, toàn bộ vũ trụ chủ này chỉ có người đặc biệt kia làm được. Diệp Quân đánh giá thực lực của mình, thực lực của hắn bây giờ tương đương với lâm hư giả, có thể nói hắn đã được xem là cao thủ cấp cao của vũ trụ rồi, vì ở vũ trụ chủ này cũng không có nhiều cao thủ lâm hư giả. Chỉ dựa vào tài nguyên hoàn toàn không thể đạt đến cấp bậc lâm hư giả, phải là những thiên tài có ngộ tính cao mới có thể đạt được. Còn về phá hư giả trên hư lâm giả, có thể nói là một tồn tại cực kỳ hiếm có ở nơi này. Còn người ngoại giới, vũ trụ chủ bây giờ chưa có một ai cả. Diệp Quân không vội đi tu luyện mà trở về vũ trụ quan huyền. Vũ trụ quan huyền bây giờ đã trải qua mấy trăm năm, sự phát triển của vũ trụ quan huyền bây giờ thật sự là nhanh chưa từng có, vì nội bộ gần như đã không còn nội chiến nữa, đương nhiên cũng là vì cuộc sống của những người ở vũ trụ quan huyền đang ngày một tốt hơn. Dân chúng là những người lương thiện nhất trên thế giới này, chỉ cần người bên trên không làm gì quá đáng thì bọn họ thật sự rất dễ thỏa mãn. Bây giờ hắn không còn là một quản lý mặc kệ mọi thứ nữa, tuy đệ nhất tính chiêu có thể quản lý được vũ trụ quan huyền. Nhưng hắn vẫn thường tranh thủ thời gian tự mình xử lý chính vụ nội bộ của vũ trụ quan huyên, hắn muốn hiểu rõ mọi chuyện của vũ trụ quan huyên tất cả mọi lúc. Hắn cũng lấy ra hai linh mạch tổ bỏ vào trong tiểu tháp, những linh mạch tổ còn lại thì hắn giữ, thứ này rất quý, không thể dùng hết một lượt được, phải phòng lúc cần dùng. Mà sau khi có linh mạch tổ, tốc độ tu luyện của chúng sinh trong vũ trụ quan huyên lập tức tăng lên rất nhiều, sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng theo đó mà nhanh chóng nâng cao. Hôm nay, Kiếm Thanh Huyên lặng lẽ rời khỏi tiểu tháp, đi tới một nơi không rõ nào đó. Thánh Vương Điện. Hôm nay có một vị khách không mời mà đến. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Trong điện, Thánh Cổ Kim ngồi im lặng, cũng không hề có ý bất ngờ. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, ta nên gọi cô là Thánh Cô Nương hay Toại Cô Nương đây? Thánh Cổ Kim đáp, cứ gọi là Toại Cô Nương đi. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim. Không phải là ta chưa từng đề phòng ngươi, nhưng ta thật sự không ngờ cô lại giải quyết bằng cách đó. Đương nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là bản thân ta. Ta đã đánh giá thấp ngươi, cũng đánh giá thấp Diệp công tử kia. Toại Cổ Kim nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, thật ra có thể cùng chiến thắng mà, không phải sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo bật cười, cùng chiến thắng. Cô lại muốn thăm dò suy nghĩ của ta à? Toại Cổ Kim im lặng. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, sao sư phụ của cô lại chết? Toại Cổ Kim bình tĩnh đáp, chẳng phải là ông biết sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, đã có huyết mạch của nhà họ Vương, bà ta còn muốn cướp xác cô. Bà ta không chết thì ai chết? Nói đến đây, ông ta chuyển chủ đề, cười nói, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng cô có huyết mạch của nhà họ Dương là có thể vô địch à? Ha ha, đúng là buồn cười chết mất. Dứt lời, ông ta cười to rời đi. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm chủ nhân Bút Đại Đạo rời đi. Sau đó cô ta chậm rãi nhắm mắt lại, vậy ta sẽ cho ông xem có vô địch hay không. Thiên! Cô ta vừa dứt lời, một hư ảnh xuất hiện ngay sau lưng. Hệ Ngân Hà, câu lạc bộ vô biên. Trên tầng lớp cao nhất của câu lạc bộ, một người đàn ông trung niên đang nằm trên ghế salon, trong tay cầm một bình rượu, bên ngoài cửa sổ là từng tòa cao tầng nối tiếp, đèn đóm rực rỡ, vô cùng phồn hoa chói mắt. Người đàn ông trung niên chỉ mặc một cái áo ngủ, cổ áo mở tung. Để lộ cơ ngực sẵn giỏi. Người này chính là Vô Biên Chủ. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nốc một ngụm rượu. Vô Biên Lão Ca. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Vô Biên Chủ không quay đầu lại, bởi vì ông ta biết người đến là ai. Một người đàn ông đẩy cửa đi vào, người đến chính là Thiên Thần. Nhớ đến cảnh tượng lần đầu Thiên Thần đến câu lạc bộ Vô Biên Chủ không khỏi lắc đầu bật cười. Thiên Thần đi thẳng đến cạnh Vô Biên Chủ ngồi xuống,
Gã cầm lấy một bình rượu trên bàn lên rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, Vô Biên lão ca, nhìn này. Nói rồi, gã xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay gã. Vô Biên chủ liếc nhìn kiếm Thanh Huyên một cái, không nói gì, chỉ nốc mạnh thêm một ngụm rượu. Thiên thần lấy một chiếc nhẫn không gian ra đặt lên mặt bàn kính trước mặt, lão ca, quân ca để tiểu hồn đem hai chiếc nhẫn không gian đến đây, một cho ta, một còn lại cho huynh. Vô Biên chủ nhìn thiên thần, cười nói, sao nào, không chịu được cô đơn à? Thiên thần cười hì hì. Gã đã đến hệ ngân hà được một quãng thời gian, ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi đủ. Bây giờ gã thật sự có chút muốn ra ngoài phiêu lưu lại. Đàn ông mày khi nào mà chẳng muốn chu du phiêu lưu. Vô Biên chủ nhìn thiên thần trước mắt, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, ông ta thấy được hình bóng của bản thân trên người gã. Không cam lòng làm người bình thường, muốn hoài bão. Thế nhưng, ông ta phải thừa nhận là mình đã già rồi. Thiên thần nói, lão ca, cùng ra ngoài không? Vô Biên chủ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đưa mắt xuống nhìn đường xá chằng chịt ở dưới, ta lớn tuổi rồi, phải dưỡng lão thôi. Lúc này thiên thần đứng dậy đi đến bên cạnh ông ta, Vô Biên lão ca, huynh đang tuổi tráng niên khóe mạnh, dưỡng lão gì chứ? Hai chúng ta ra ngoài sông pha đi. Vô Biên chủ lắc đầu, ta không theo kịp thời đại nữa rồi. Thiên thần đi tới trước một sòng mạt trược, bên trong tiếng người huyên náo, rất náo nhiệt. Trước một bàn mạt trược, một người phụ nữ có khí chất vô cùng đang vuốt bài bằng một tay, tay còn lại cầm một miếng dưa hấu, đang vừa đánh vừa ăn. Đây chính là mẹ của thiên thần Tân Nương Nương. Ngồi đối diện Tân Nương Nương là một người phụ nữ có hình thể đầy đặn, vừa đánh một quân bài xuống đã cười nói, Tiểu Tân, không phải là chị nhiều chuyện, nhưng con trai của em là một người tài giỏi, miệng cũng ngọt, nhưng cả ngày lại du thủ du thực, không có công việc đàng hoàng, thế coi sao mà được. Tân Nương Nương đánh ra một quân bài, nó thích là được. Người phụ nữ đẫy đà liếc nhìn Tân Nương Nương rồi cười nói, em chiều nó quá. Nói rồi, bà ta lại chuyển đề tài, chị thấy thằng bé còn độc thân, có muốn chị giới thiệu cho một nhà bàn chuyện kết hôn không? Gia cảnh nhà gái rất tốt, cũng là một người giỏi giang. Tân Nương Nương mỉm cười nói, được thôi. Người phụ nữ đẫy đà lập tức cười tươi hơn, được được. Hôm nào chị sắp xếp mời mọi người cùng ăn cơm một bữa rồi nói chuyện đàng hoàng nhé. Mẹ! Đúng lúc này, thiên thần chạy vào, trong tay cầm theo một túi hoa quả và thức uống, gã nhanh chân đi đến cạnh bàn mạt trược, sau đó đặt túi đồ ăn lên bàn, dì Chu, đây là sầu riêng dì thích ăn này, dì Lý, đây là nước ngọt của dì, còn dì Tôn nữa, thuốc lá của dì đây. Ba người phụ nữ đang chơi mạt trược lập tức nở nụ cười vui vẻ, người phụ nữ đây đà nhìn thiên thần. Cười nói, thiên thần, cháu tới đúng lúc lắm, vừa hay dì đang bàn chuyện với mẹ cháu, định giới thiệu cho cháu một nhà để kết hôn đấy. Cháu thấy sao? Vẻ mặt thiên thần cứng đờ, gã nhìn về phía Tân Nương Nương chỉ mỉm cười không nói gì. Một người phụ nữ trung niên mặc váy đen ngồi cạnh người phụ nữ đẫy đà cười nói, đừng ngại, trai lớn thì phải lấy vợ, gái lớn phải gả, cháu là người tài giỏi, chỉ cần có lòng thì nhà gái chắc chắn sẽ để ý. Ngồi bên tay trái Tân Nương Nương là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, bà ấy ăn mặc rất đẹp, cười nói, thiên thần, công ty chú mộc của cháu vẫn đang tuyển người, nếu cháu thấy hứng thú thì có thể đến làm trợ lý, cháu yên tâm, chỗ nào không hiểu thì chú sẽ dạy bảo cho. Thiên thần cười nói, cháu nhận lòng tốt của ba gì đây, nhưng lần này cháu đến là để tạm biệt mẹ. Tân Nương Nương dừng tay đang bóc bài lại, bà ấy ngẩng đầu nhìn thiên thần, trong mắt mang theo ý hỏi dò. Thiên thần nói, mẹ, con muốn ra ngoài chu du. Nói rồi, gã bỗng thấy phấn khởi. Tân Nương Nương im lặng một lát rồi nói, được. Thiên thần lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, Tân Nương Nương lại nói, tìm đại ca con à. Thiên thần cười nói, tạm thời chưa vạch kế hoạch rõ ràng, quân ca phát triển nhanh quá, cho dù huynh ấy có giúp con cũng chưa chắc có thể theo kịp. Huynh ấy, nếu không đuổi kịp thì đi theo huynh ấy cũng vô nghĩa. Tân Nương Nương quay đầu nhìn về phía thiên thần, con muốn đuổi theo hắn. Thiên thần gật đầu, tất nhiên ạ. Tân Nương Nương nói, sẽ rất khó khăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 152.